Chị Nguyễn Mai, chào chị Vũ Nhung nha. Chào tất cả các chị đang xem livestream của em nha. Nào các chị xem livestream hãy vui lòng chấm một chấm cho em biết nào. Chấm một chấm để em biết rằng các chị đang xem livestream của em là chị yêu ơi. Dạ vâng, chào chị Thu Thủy, chào chị Hải Yến nha. Chào chị Phạm Tu Huyền nha. Chào chị Nông Thị Hồng Thắm ạ. Chào Thảo Dương nha, chào tất cả các chị đang xem livestream nha các chị yêu ơi. Chào chị Dương Khánh Hồng nha. Hôm nay bên em xả rất nhiều hàng cực kỳ hot luôn nha các chị yêu ơi. Xả rất nhiều hàng cực kỳ hot luôn. Chào chị Đàm Phượng nha. Chào Đoàn Ngọc Hùng, chào Hải Yến nào. Nào đầu tiên là em sẽ tặng quà cho các chị yêu trước nha. Đầu tiên thì em sẽ tặng quà trước. Xem chị nào may mắn nhận được quà, tiếp tục nhận được quà bên em nha. Chào Bảo Linh Nguyễn nha, chào Trang Hiệp. Xin chào Mắm Tôm nha. Chào tất cả các chị yêu xinh đẹp trong livestream của em nha. Chào chị Yến Chibi nha. Có thấy bạn nhá Ngọc Thắm ơi, mình có thấy bạn nhá. Áo em mặc có giá, em nói giá cực kỳ sốc luôn nha các chị yêu ơi. Áo em mặc chỉ có giá 79 nghìn thôi nha các chị yêu ơi. Có rất là nhiều màu luôn nha. Áo em mặc chỉ có giá 79 nghìn. Áo em mặc có... Ok, áo em đang mặc, xin lỗi các chị yêu là có giá 89 nghìn nha. Có giá 89 nghìn nha, chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là áo chữ nha chị yêu ơi. Ai cầm, comment. Em xin lỗi nha các chị yêu, chị nào lấy thì vui lòng comment là áo 89 nha. Có rất là nhiều màu nha. Đầu tiên để em tặng quà cho các chị yêu trước nha. Đầu tiên em tặng quà cho các chị yêu trước. Nếu mà chị nào thích cái áo mà em đang mặc thì hãy nhanh tay chia sẻ đi nào. Chỉ cần chia sẻ lên trên 5 trang hội nhóm, sau đó theo dõi Facebook Đoàn Thị Tuyết Nhung ở chế độ công khai, chia sẻ bài viết công khai trên trang cá nhân của mình. Nhằm theo dõi Facebook Đoàn Thị Tuyết Nhung ở chế độ xem chưa nha mọi người ơi. Sau đó chia sẻ bài viết công khai trên trang cá nhân của mình. Quay lại bài viết comment là đã chia sẻ cùng với tặng quà và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Chị Nguyễn Thiên ơi, em xin lỗi nha. Chị comment sai rồi nha. Áo em đang mặc có giá 89 nghìn nha. Có giá 89 nghìn nha. Có rất là nhiều màu nha các chị ơi. Áo có giá 89 nghìn này. Có giá 89 nghìn, có rất nhiều màu luôn nha. Màu trắng này, màu đen này, màu xanh nha các chị ơi. Màu hồng. Và có một cái loại trắng, đó là trắng cổ đỏ và trắng cổ đen như em đang mặc nha. Nào các chị hãy chia sẻ mức view đầu tiên để em tặng quà cho các chị là 500 view nào. Mức view đầu tiên em tặng quà cho các chị là 500 view. Chỉ cần chia sẻ được nhận quà bên em thôi nha. Túi mình đang đeo có giá 99.000 về hai màu trắng đen nha. Bạn nào lấy thì vui lòng comment giúp mình là túi Gucci kèm với màu và số điện thoại, bên mình sẽ lên đơn hàng thành công nha. Em chào chị Sam Sam nào. Mức view đầu tiên để em tặng ngay cho các chị một chiếc áo hot hit mà em đang mặc về mới về bên shop em ngày hôm nay, có giá 89.000. Chị nào nhanh tay thì được nhận quà bên em nha. Chỉ cần chia sẻ thôi ạ. Chia sẻ để em lướt xem chị nào may mắn nhận được phần quà bên em nha các chị yêu ơi. Mức view đầu tiên em tặng quà cho các chị là group 500 view nào. Em đã thấy 400 người xem rồi ạ. Chỉ cần 500 view em sẽ tặng ngay một chiếc áo mà em đang mặc lên cho chị nào may mắn nha. Nào các chị hãy nhanh tay chia sẻ đi nào. Nhanh tay chia sẻ giúp em đi nào. Em chào Nam Hoàng nha. Chào Thúy Vi nha. Nào đã 430 người xem rồi, chỉ còn 70 người nữa thôi là em sẽ tặng ngay một chiếc áo mà em đang mặc trên đây, rất là xinh luôn các chị yêu ơi. Rất là xinh luôn, chỉ cần chia sẻ thôi, chỉ cần chia sẻ và sau đó quay lại bài viết comment là đã chia sẻ cùng với tặng quà và số điện thoại. Chia sẻ tối thiểu là 500 hội nhóm và sau đó chia sẻ bài viết công khai trên trang cá nhân của mình. Theo dõi Facebook Đoàn Thị Tuyết Nhung ở chế độ xem chưa nha các chị yêu ơi. Quay lại bài viết comment là đã chia sẻ cùng với tặng quà và số điện thoại, bên em sẽ lướt xem chị nào may mắn nhận được phần quà bên em nha. Dạ vâng, em đã thấy 460 người xem rồi ạ. Em đã thấy 460 người xem rồi. Chỉ còn 40 người nữa thôi nào. 40 người nữa thôi em sẽ tặng ngay một cái chiếc áo mà em đang mặc đây ạ. Cực kỳ xinh luôn nha các chị yêu ơi. Chất cực kỳ đẹp luôn, hàng Zaza chuẩn tem mác luôn nha. Hàng Zaza chuẩn tem mác luôn. Đây ạ. Hàng Zaza chuẩn tem mác bên em bán chỉ có giá 89.000 duy nhất trong buổi livestream ngày hôm nay thôi nha các chị ơi. Duy nhất trong buổi livestream ngày hôm nay bên em mới bán với giá 89.000. Nếu chị nào muốn nhận được quà bên em thì hãy nhanh tay chia sẻ đi. Dạ vâng, em đã thấy 475 chị đang xem rồi. Còn có 30 người nữa thôi là em sẽ tiến hành tặng quà ngay nha. Còn 30 chị nữa thôi ạ. Nào 493 người. Dạ vâng, đã đặt
mức 500 người xem rồi nha. Bây giờ em sẽ tặng ngay một chiếc áo mà em đang mặc nha. Em sẽ lướt xem chị nào may mắn nhận được phần quà bên em nha. Ai xong ai đang check luôn rồi. Nào bây giờ chị sẽ lướt nha. À bây giờ em sẽ lướt xem là bạn nào nhận may mắn nhận được phần quà bên em nha. Em đã thấy rất là nhiều chị chia sẻ và nhiều chị comment. Em sẽ lướt và ấn một chị bất kỳ nha. Xem chị nào may mắn nhận được phần quà bên em nha. Em sẽ ấn một chị bất kỳ nha. Sao em thấy là ít comment đấy nhở? Em thấy ít comment của các chị nhở? Em thấy các chị chia sẻ rất là nhiều nhưng mà sao lại không có comment ở đây nhở? Hình như em có bị ẩn comment không ta? Em có bị ẩn comment không ạ? Sao em thấy ít comment như thế này nhở? Nào đầu tiên là chị Lục Thị Ngọc Bích nào. Kiểm tra giúp em xem chủ của chị Lục Thị Ngọc Bích đã chia sẻ chưa nào. Dạ vâng, đã đạt mức 540 người xem rồi. Em để em kiểm tra xem là chị Lục Thị Ngọc Bích đã chia sẻ chưa nha. Chia sẻ rồi nhá. Ok. Phần quà đầu tiên đã thuộc về chị Lục Thị Ngọc Bích nha. Chị là mức 650 view các chị ơi. 650 view em sẽ tặng ngay tiếp tục một chiếc áo mà em đang mặc mới về bên em ngày hôm nay. Rất hot hit luôn nha các chị yêu ơi. Chỉ có giá 89.000. Nếu chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là áo 89 kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha các chị ơi. Có 4 màu nha các chị yêu. Đó là màu trắng này, màu trắng, màu đen, màu xanh, màu hồng nha. Trắng, đen, xanh, hồng nha các chị yêu ơi. Nếu mà chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là áo 89 kèm với số điện thoại, bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công nha. Dạ vâng, ok các chị cứ chia sẻ đi rồi bên em lướt xem là chị nào may mắn nha. Tại vì em lướt đây cũng chỉ là lướt ngẫu nhiên thôi, nên là buổi livestream nào nhà em cũng sẽ tặng quà các chị nha. Nên là các chị yên tâm rằng là mình sẽ nhận được phần quà bên em nha. Các chị chỉ cần chia sẻ thôi ạ. Chỉ cần chia sẻ thôi thì lập tức em sẽ tặng quà. Và đây là phần quà may mắn nha. Em lướt xem chị nào tình cờ chị nào được vào cái trong cái comment em ghim thì chị đấy sẽ được nhận phần quà bên em nha. Nào mức view 6 tiếp theo là 650 view sẽ tặng ngay tiếp theo một phần quà mà em đang mặc nữa đây các chị yêu ơi. Chỉ có giá 89.000, chất siêu đẹp luôn, hàng Zara chuẩn tem mát nha các chị yêu. Em chào chị Hà Mỹ ạ. Chào chị Thục Hạnh nha. Nào tiếp tục chia sẻ giúp em đi nào. Áo em đang mặc có giá 89.000. Nếu chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là áo 89 kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Có rất là nhiều màu nha các chị ơi. Đó là màu trắng này, trắng cổ đỏ và trắng cổ đen này, màu hồng, màu xanh và màu đen nha. Hồng, xanh, đen, trắng cổ đỏ và trắng cổ đen. Chị nào lấy thì vui lòng comment theo đúng. Chị nào lấy thì vui lòng comment theo đúng cú pháp đặt hàng giúp em là 89 kèm với màu, số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha. 89k kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Trời ơi, các chị lại để tụt view của em mất rồi đấy ạ. Các chị lại để tụt view tiếp rồi. Nào, chị nào muốn được nhận quà bên em thì hãy nhanh tay chia sẻ đi nào. Nếu mà tiếp tục tụt view thì em sẽ bán hàng ngay lập tức nha các chị ơi. Nếu mà không chia sẻ, không đẩy view lên cho em là mức 650 view thì bắt buộc là em phải bán hàng nha. Mức view tiếp theo để em tặng quà cho các chị là 650 view nào. Dạ vâng, em chào chị ở Quỳnh nha. Em chào chị Quỳnh ạ. 650 view nào. 3 phút để lên mức 650 view giúp em nào các chị yêu ơi. Nhà em ship tỉnh đồng giá 30.000 nha. Ship tỉnh đồng giá 30.000 nha các chị yêu ơi. Ship tỉnh đồng giá 30.000. Chỉ có 30.000 thôi nha các chị yêu ơi. Tại vì các sản phẩm bên em chất lượng rất là tốt rồi. Và mỗi sản phẩm giá thành bên em chỉ cộng có 10-20.000 thôi. Nên là ship tỉnh nhà em đồng giá 30.000 nha các chị yêu ơi. Nào 650 view, nếu không đẩy được lên mức 650 view thì bắt buộc em phải bán hàng các chị yêu ơi. Nếu không đẩy được giúp em lên mức 650 view thì bắt buộc em phải bán hàng ngay lập tức bây giờ đấy ạ. Rồi bị tụt view mất rồi, xuống còn. Dạ vâng thôi các chị yêu ơi, có vẻ là các chị không muốn được nhận quà bên em rồi. Bây giờ ngay lập tức em sẽ tiến hành bán hàng nha các chị yêu ơi. Em sẽ tiến hành bán hàng ngay lập tức nha. Nếu tí nữa view lên được mức tầm 600-700 view thì em sẽ tiến hành tặng quà cho các chị tiếp tục nha. Còn bây giờ em sẽ bán hàng nha các chị yêu ơi. Bây giờ em sẽ bán hàng nha. Cả set chỉ có 220.000 thôi. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là set 220 nha. Set 220 kèm với màu và số điện thoại nha. Tại vì áo có rất nhiều màu, còn quần chỉ có một màu duy nhất thôi nha chị ơi. Áo có rất nhiều màu, đó là màu xanh rêu này, màu hồng và màu xanh rêu, màu hồng, màu đen và áo trắng cổ đen này, áo trắng cổ đỏ nha. Đây ạ. Loại áo trắng nó có hai màu như này các bạn, có một loại áo trắng mà nó có cổ hai màu như này nha. Nếu chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em. Set em đang mặc chỉ có giá 220.000. Quần bên em là quần hàng xuất, có cú pháp đặt hàng là Q34 nha. Có cú pháp đặt hàng là Q34 có giá 149.000.
79.000. Khi mua cả set chỉ có giá 220.000. Nếu chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là set 220 kèm với size, màu và số điện thoại, bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công. Set 220 quá là rẻ đúng không nào? Quần giá 149, áo giá 79.000. Túi em đang đeo là túi Gucci với hai màu, đó là màu trắng và màu đen, chỉ có giá là 99.000. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là túi Gucci kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công nha các chị yêu ơi. Nếu các chị nào lấy cả set em đang mặc chỉ có giá 220.000 thì vui lòng comment là set 220 kèm size, màu và số điện thoại, bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công. Các chị nên nhớ quần bên em là quần hàng xuất nha các chị yêu ơi. Chuẩn tem mắc chuẩn size luôn, chuẩn tem mắc chuẩn size luôn, chỉ có giá là 149.000 và áo có giá 79.000 khi mua lẻ nha. Chị nào lấy thì comment giúp mình có thấy Mộc Miên nha. Các bạn thông cảm là mình đứng xa nên là mình không thể thấy hết comment của các bạn được nha. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy inbox bên shop mình để được tư vấn nha. Mình có thấy bạn nha Thùy Linh nha. Em có bán túi luôn nha chị Ly Nguyễn ơi. Túi em đang đeo chỉ có giá 99.000. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là túi Gucci kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công. Túi Gucci kèm với màu và số điện thoại nha các chị yêu ơi. Áo em đang mặc có giá là 89.000. Em xin lỗi các chị nha. Em xin lỗi các chị ở trong livestream em bị nhầm nha. Áo có giá 89.000 và quần có giá 149.000. Áo có giá 89.000 và quần có giá 149.000. Khi mua cả set là có giá là 220.000 nha các chị ơi. Khi mua cả set có giá 220.000, quần 149.000 và áo có giá là 89.000 nha các chị ơi. Nếu chị nào lấy cả set thì vui lòng comment giúp em là set 120 kèm với màu, số điện thoại, bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công nha. Áo có rất là nhiều màu nha các chị ơi. Áo có rất nhiều màu luôn nha. Có màu xanh rêu này, có màu xanh rêu nha, màu hồng nha, màu xanh rêu này, màu hồng, màu đen này, màu trắng cổ đỏ và màu trắng cổ đen em đang mặc nha. Chị nào lấy thì vui lòng comment theo đúng cú pháp đặt hàng giúp em là set 220 kèm với size, màu và số điện thoại, bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công nha các chị ơi. 89.000 nha các chị ơi. Em xin lỗi ở các chị nào ở đầu livestream em bị nhầm giá luôn nha. Em bị nhầm giá, cả set là có giá 220.000, áo 89.000 và quần có giá là 149.000, đủ 3 size SML luôn nha các chị ơi. Đủ 3 size SML, quần hàng xuất bên em luôn nha. Thắt lưng em đang đeo là thắt lưng Gucci có giá là 60.000. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là thắt lưng Gucci chỉ có giá là 60.000 thôi nha. Túi Gucci có giá 99.000 về hai màu, đó là màu trắng và màu đen. Cả set em đang mặc chỉ có giá là 220.000, quần 149, đủ 3 size SML, áo có giá 89.000 nha các chị ơi. Dạ vâng, bây giờ bên em đã tạm dừng mini game nha các chị ơi, tại vì lúc này các chị không để được lên mức view là 650 view, bên em sẽ tiến hành bán hàng bây giờ. Nếu tí nữa view lên cao thì bên em sẽ tiếp tục mini game tặng quà cho các chị nha. Nào bây giờ các chị hãy lên đơn hàng giúp em đi ạ. Lên đơn hàng, chị nào thích sản phẩm nào thì nhanh chóng lên đơn hàng giúp em nha. Quần có giá 149.000, áo có giá 89.000, cả set có giá 220.000. Thắt lưng em đang đeo có giá thắt lưng Gucci chỉ có giá là 60.000 thôi nha. Nào, túi em đang đeo là túi Gucci về hai màu, đó là màu trắng và màu đen nha các chị ơi. Về hai màu là màu trắng và màu đen. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là túi Gucci kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha. Cực kỳ rẻ, cực kỳ đẹp luôn, cả set chỉ có giá 220.000. Nếu không mua set này thì sẽ cực kỳ hối hận luôn nha các chị ơi. Áo bên em là hàng da da chuẩn tem mát luôn, có rất là nhiều màu, có rất là nhiều màu nha các chị ơi. Có rất là nhiều màu nha. Đó là màu xanh rêu này, màu hồng này, màu đen này và màu trắng cổ đỏ, trắng cổ đen nha. Chị nào lấy màu nào thì vui lòng comment giúp em là áo 89 nha. Áo 89 kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Quần hàng xuất thủ 3 size SML chỉ có giá 149.000 thôi nha. Đủ size luôn nha các chị ơi. Đủ size luôn. Nếu chị nào lấy mẫu nào thì vui lòng comment. Nếu lấy cả set thì vui lòng comment giúp em là set 220 kèm với màu, size và số điện thoại, bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công cho các chị yêu nha. Các chị nhớ cú pháp đặt hàng bên em giúp em nha. Túi em đang đeo có giá là 99.000 về hai màu, đó là màu trắng và màu đen nha các chị ơi. Nếu chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là túi Gucci kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha. Ok Khánh Ngọc nha, bạn cứ inbox bên mình sẽ có người tặng quà, sẽ có người check inbox cho bạn nha. Dạ vâng, cho em quần size L. Tạ Tát Tường Linh ơi, bạn lấy cái quần mà mình đang mặc thì vui lòng comment theo đúng cú pháp đặt hàng giúp mình là Q34 nha. Q34 kèm với màu và Q34 kèm với size và số điện thoại, bên mình sẽ lên đơn hàng thành công.
Q34 kèm với size và số điện thoại có giá 149.000. Áo mình đang mặc có giá là 89.000. Bạn nào lấy thì vui lòng comment là áo 89 kèm với màu và số điện thoại, bên mình sẽ lên đơn hàng thành công nha. Áo 89 kèm với màu và số điện thoại, quần 149 có mã đặt hàng là Q34 kèm với size, số điện thoại, bên mình sẽ lập tức lên đơn hàng thành công nha. Cả set chỉ có giá 220.000 thôi. Nếu bạn nào lấy thì vui lòng comment giúp mình là set 220 kèm với size, màu và số điện thoại, bên mình sẽ lập tức lên đơn hàng thành công. Thắt lưng em đang đeo là thắt lưng Gucci nhá chị ơi. Thắt lưng em đang đeo là thắt lưng Gucci, chỉ có giá là 60.000 thôi. Chỉ có giá 60.000. Và túi em đang đeo là túi có giá 99.000. Có cú pháp đặt hàng là túi Gucci kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công nha. CMT nãy giờ Khánh Ngọc ok nha chị Khánh Ngọc nha. Mình có thấy bạn nha, tại vì mình đứng xa nên là mình không quần có giá 149.000 và áo có giá là 89.000 nha. Cái túi có giá 99.000 nha bạn ơi. Có bán kính không? Có bán luôn nha chị Dương Thị Trang. Kính em đang đeo có giá là 90.000. Có bên shop hiện shop chỉ còn duy nhất màu hồng thôi. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là K3 hồng kèm với màu và số điện K3 hồng kèm với số điện thoại nha. K3 hồng kèm với số điện thoại. Các chị thông cảm giúp em là dù em đứng xa để cho các chị nhìn thấy form rõ, form dáng quần và áo, nên là em không thể check được hết comment của các chị nha. Em không thể check được hết comment của các chị. Khi mà em tiến lại gần đúng comment của chị nào thì em có thể tư vấn được cho chị đấy nha. Nếu các chị có thắc mắc thì vui lòng inbox bên shop em để được tư vấn rõ ràng hơn nha các chị yêu ơi. Thấy mình không? Dạ vâng em có ok, em có thấy Vương Kỳ nha. Áo mình đang mặc có giá 89.000 nha các bạn ơi. Áo mình đang mặc có giá 89.000 nha. 89.000 về rất là nhiều màu luôn nha. 89.000 về rất là nhiều màu, đó là màu rêu này, màu hồng, màu đen, màu đỏ trắng cổ đỏ và màu trắng cổ đen nha. Bạn nào lấy thì vui lòng comment là áo 89 kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công. Quần em đang mặc có giá 149.000 nha các chị ơi. Quần em đang mặc có giá 149.000. Có mã đặt hàng là Q34. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là Q34 kèm với size, số điện thoại, bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công. Quần hàng xuất đủ 3 size S và L luôn nha các chị ơi. Quần hàng xuất đủ 3 size S và L nha. Hết màu vàng rồi, áo này không có màu vàng luôn nha các chị ơi. Hàng này là hàng mới về ngày hôm nay không có màu vàng luôn nha. Áo này là áo mới về ngày hôm nay không có màu vàng nha các chị ơi. Dạ vâng ok, em đã đến chốt đơn hàng của các chị rồi đấy ạ. Các chị chỉ cần comment theo đúng cú pháp đặt hàng giúp em là mã sản phẩm kèm với size, màu và số điện thoại, bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công nha. Em cao 1m50 và nặng 40 cân nha. Shop em ở 56 Lương Thế Vinh nha Mỹ Duyên ơi. Em cao 1m50 và nặng 40 cân nha. À xếp sau. Dạ vâng, xếp ở đằng sau cũng có giá là 220.000 nha. Tí nữa em sẽ lên cái xếp này cho các chị xem nha. Tí nữa em sẽ lên cái xếp này cho các chị xem. Nào có chị nào thích thì vui lòng comment giúp em là xếp 220 giúp em đấy ạ. Xếp 220 nha. Xếp 220 kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công nha các chị yêu ơi. Nhưng mà cái như thế này thì trùng mẫu đơn chị ơi. Quần em đang mặc có mã sản phẩm là Q34 nha. Q34. Em xin phép là xin lỗi lại các chị nha. Cái set em đang treo đằng sau kia cũng có giá là 220.000. Nhưng mà để tránh tình trạng bên em gọi điện để chốt nhầm đơn hàng cho các chị thì các chị vui lòng comment giúp em là set 220 Q34 nha. Set 220 Q34 nha các chị yêu ơi. Set 220 Q34, tại vì hai cái quần mặc dù là giá nó giống nhau, giá bằng giá tiền nhau, nhưng mà cái form và cái dáng nó hơi khác nhau một tí nên là bên em sẽ dễ bị chốt đơn hàng nhầm nha các chị yêu ơi. Nếu chị nào lấy cái set em đang mặc thì vui lòng comment là 2200 người ta chốt rồi, chốt cái này rồi. Áo 89 màu hồng. Ok, mà phải chốt đơn hàng của các chị rồi nha. À set đằng sau mã gì là set đằng sau, các chị vui lòng comment là set 22000 nha. Set 22000 kèm với 2200. Set 22. Set 22000 nha. Set ở đằng sau đang cầm đây ạ. Em kia set 22 cũng được. Con này 20 mà. Ý là sợ bị chốt nhầm thôi. Túi bao nhiêu? Túi có giá là 99.000 nha các chị ơi. Túi có giá 99.000. Chị nào đấy thì vui lòng comment giúp em là túi Gucci kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công. Set này các chị tính chính là giúp em là set 22 nha. Còn set em đang mặc là set 220 nha các chị ơi. Chị nào đấy vui cái set này thì vui lòng comment giúp em là set 22. Tại vì để cho bên em đỡ bị nhầm lẫn đơn hàng cho các chị yêu nha.
89.000 nha. Áo em đang mặc có giá 89.000. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là áo 89 này kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công. Lấy quần thì vui lòng comment giúp em là Q34 kèm với size và số điện thoại, bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công. Set này có mã đặt hàng là Q22 nha. Set em đang mặc có quần cú pháp đặt hàng là Q22 à Q có cú pháp đặt hàng là set 220 cho chị yêu ơi. Set em đang mặc có cú pháp đặt hàng là set 220, còn đằng sau là set 22 nha các chị yêu ơi. Cái phong quần này của em là cái hàng xuất chất co giãn nhẹ nha chị, quần hàng xuất chất co giãn nhẹ nha. À, Dung Phương ơi, nếu bạn lấy túi mình đang đeo thì vui lòng comment giúp mình theo đúng mã sản phẩm là túi Gucci kèm với màu và số điện thoại, bên mình sẽ lên đơn hàng thành công. Set mình đang mặc có giá 220.000 nha. Túi ngọc trinh xoa nhỏ bên mình chỉ có duy nhất một chiếc. Túi ngọc trinh xoa nhỏ bên mình chỉ có duy nhất một chiếc thôi nha. Quần bên mình là quần hàng xuất co giãn nhẹ nha các bạn ơi. Quần hàng xuất co giãn nhẹ nha. Mun hàng ơi, nếu bạn lấy quần Q34 thì vui lòng comment giúp mình là Q34 kèm với size, màu và số điện thoại, bên mình sẽ lên đơn hàng thành công. Túi ngọc trinh bên mình chỉ còn duy nhất một chiếc, bạn nào lấy thì vui lòng comment là túi ngọc trinh nha. Túi ngọc trinh có giá 115.000. Túi ngọc trinh có giá 115.000, bạn nào lấy thì vui lòng comment giúp mình là túi ngọc trinh chỉ còn duy nhất một chiếc thôi nha. Ok, mày đã chốt đơn hàng của rất là nhiều chị rồi đấy ạ. Có set chân váy jean áo thun không ạ? À, chân váy jean thì bên mình ở hiện tại chưa về nhiều hàng nên là bên mình sẽ chưa về hàng nha bạn ơi. Chân váy jean bên mình chưa về hàng nha. Áo co giãn thoải mái luôn nha. Form cân nặng từ 38 cân đến 60 cân nhá chị ơi. Áo em đang mặc form co giãn thoải mái luôn này. Co giãn thoải mái luôn, form cân nặng từ 38 cân đến 60 cân. Chị nào lấy thì vui lòng comment áo 89 kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Quần có giá 149.000, cả set có giá 220.000. Bạn nào lấy thì vui lòng comment giúp em là set 220 này. Set đường sau có giá là cũng là giá 220.000. Chị nào lấy set đường sau thì vui lòng comment giúp em là set 22 nha. Set 22 kèm với size quần này. Và nếu mà có áo, các chị muốn thay đổi màu áo thì vui lòng comment giúp luôn màu áo giúp em nha. Nếu mà chị nào lấy thì vui lòng comment set 22. Set 22 quẹt kèm với lại size quần và màu áo nữa chị ơi. Set em đang mặc có giá, cũng có giá là 220.000. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là set 220 kèm với áo này, kèm với áo, màu áo và size quần nữa chị ơi. Quần bên em đủ 3 size SML luôn nha. Đây nha, túi Gucci bên em đủ 2 màu trắng đen luôn nha. Đủ 2 màu trắng đen luôn và 2 màu trắng đen này. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là túi Gucci. Túi Gucci kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công. Chất đẹp mê ly luôn nha các chị ơi, chất đẹp mê ly. Hàng này nhà em về liên tục luôn nha. Về liên tục và lên hết hàng liên tục luôn nha. Livestream nào các chị cũng đặt hàng rất là nhiều luôn, chỉ có giá 99.000. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là túi Gucci kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công, chỉ có giá 99.000 thôi. Thắt lưng em đang đeo có giá 60.000 nha. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là thắt lưng Gucci nha. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là thắt lưng Gucci kèm với số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Có giá 60.000, bao giá toàn quốc luôn nha các chị ơi. Bao giá toàn quốc luôn, chất đẹp mê ly luôn nha các chị ơi. Bao chất bao giá luôn nha. Em lấy một set màu hồng quần size M. Bé Hạnh ơi, bạn nhớ vui lòng comment theo đúng cú pháp đặt hàng giúp mình là set 22. Set này là set 22 nha bạn ơi. Bạn nào lấy thì vui lòng comment theo đúng cú pháp đặt mình đặt hàng giúp mình là set 22 này, kèm với màu áo và size quần luôn nha. Quần có đủ 3 size SML. Áo có rất là nhiều màu, đó là màu hồng, màu xanh rêu, màu đen, màu áo trắng cổ đỏ và áo trắng cổ đen như mình đang mặc nha. Trắng cổ đỏ và trắng cổ đen. Nếu bạn lấy thì vui lòng comment lại giúp mình là set 22 kèm với màu áo và kèm với size quần luôn nha. Có bạn nào lấy cái set mà mình đang mặc thì vui lòng comment giúp mình là set 220. Set 220 kèm với size quần và màu áo luôn nha. Chỉ có giá 220.000 và set mình vừa rồi cũng có giá là 220.000 luôn nha. Quần có giá 149, áo có giá 89.000. Nếu bạn nào mua lẻ thì vui lòng comment giúp mình là Q34 này. Còn mẫu quần này là Q32 nha. Mẫu quần này là Q32, mẫu quần mình đang mặc là Q34. Áo có giá 89.000 nha. Áo có giá 89.000, có rất là nhiều màu, đó là màu trắng, màu hồng, màu xanh, trắng, hồng, xanh rêu nha các bạn ơi. Trắng, hồng, đen và xanh rêu nha. Trắng, hồng, đen, xanh rêu, túi mình đang đeo có giá 99.000. Bạn nào lấy thì vui lòng comment giúp mình là túi Gucci, túi Gucci kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Túi Gucci kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha chị ơi. Set mình mặc có giá 220.000, quần có giá 149.000 và áo có giá 89.000 nha.
Thùy Dung ơi, nếu bạn lấy set 22 thì các bạn nào các bạn ơi, các bạn nhớ comment theo đúng cú pháp đặt hàng giúp mình để mình đỡ nhắc đi nhắc lại nha các bạn yêu ơi. Set mình đang mặc có giá là 220.000, còn cú pháp đặt hàng là set 220 này, còn đường sau này là set 22 nha. Bạn nào đấy thì vui lòng comment theo đúng cú pháp đặt hàng giúp mình nha. Set mình đang mặc là set 220, còn bạn nào đến set đường sau thì vui lòng comment là set 22 kèm với màu áo size quần luôn giúp mình nha. Dạ vâng chị em Vân ơi, nếu bạn lấy túi Ngọc Trinh thì vui lòng comment để lại số điện thoại giúp mình nha. Các bạn nhớ cú pháp đặt hàng bên mình giúp mình là mã sản phẩm kèm với số điện thoại nha. Mã sản phẩm kèm với số điện thoại thì bên mình mới lên đơn hàng thành công cho các bạn được. Nếu như các bạn không có số điện thoại thì bên mình không lên đơn hàng thành công được cho các bạn nha. Tứ Cô Xì Lên, ok em đã đến chốt đơn hàng của rất là nhiều bạn rồi đấy ạ. Nào các chị ở trong livestream tiếp tục chia sẻ livestream giúp em đi nào. Các chị tiếp tục chia sẻ livestream giúp em nha. Do em đứng xa nên không thể trả lời được hết comment của các chị. Nếu chị nào có cái thắc mắc gì thì chụp hình và inbox gửi lại bên em sẽ check inbox cho các chị nha. Các chị thông cảm giúp em nha, tại vì em đứng xa để cho các chị nhìn rõ form áo và form quần nha các chị ơi. Do em đứng xa để cho các chị nhìn rõ form áo và form quần nên không trả lời được hết comment của các chị. Các chị ở trong livestream hãy vui lòng chia sẻ livestream cho em, chia sẻ đẩy view lên càng cao thì hàng bên em bán với giá càng rẻ các chị ơi. View càng lên cao bán với giá càng rẻ. Set em đang mặc có giá 220.000, quần 149.000, áo 89.000. Chị nào đấy thì vui lòng comment cho em là áo 89 kèm với màu, quần V34 kèm với size và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Set đằng sau này có cả set có giá là 220.000, có cú pháp đặt hàng là set 22 nha các chị ơi. Có cú pháp đặt hàng là set 22, chỉ có giá là 220.000 thôi nha các chị ơi. Thắt lưng có giá 60.000 nha. Bạn nào đấy thì vui lòng comment giúp mình là thắt lưng Gucci. Thắt lưng Gucci kèm với màu và số điện thoại bên thắt lưng Gucci kèm với số điện thoại em xin cho các chị nha. Thắt lưng Gucci kèm với số điện thoại bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công nha. Vương Kỳ ơi, các bạn hãy chú ý cú pháp đặt hàng giúp mình để mình tránh phải nói lại nhiều lần với ạ. Chị Thanh Tuyền ơi, túi Gucci có giá là 99k chị nha. Các bạn ơi, các bạn hãy nhớ cú pháp đặt hàng bên em giúp em với ạ, là phải có số điện thoại nha. Phải có số điện thoại thì bên em mới chốt đơn hàng thành công cho các chị được. Từ nay đến giờ em thấy các chị là comment rất là nhiều cái mã sản phẩm quần set 220 và set 22 rồi. Nhưng các chị không để lại số điện thoại thì bên em không thể chốt đơn hàng được cho các chị đâu. Nên là các chị hãy chú ý cú pháp đặt hàng giúp em với ạ. Để tránh em phải nói trả lời, có nghĩa là tránh để tốn thời gian của các chị nha. Tốn thời gian của các chị có nghĩa là các chị đặt hàng mà cái sản phẩm không được lên thành công nha. Nào các chị hãy tiếp tục chia sẻ livestream giúp em. Tiếp tục chia sẻ livestream đẩy view lên cao thì bên em bán hàng với giá càng rẻ luôn các chị ơi. Đảm bảo với các chị, đảm bảo về chất lượng và bao giá toàn quốc luôn nha. Đảm bảo về chất lượng và bao giá toàn quốc. Quần bao nhiêu vậy? Quần có giá là 149.000. Bạn nào đấy thì vui lòng comment giúp mình là Q34 kèm với size, màu size và số điện thoại, bên mình sẽ lên đơn hàng thành công. Áo có giá 89.000 nha các chị ơi. Áo có giá 89.000. Chị nào đấy thì vui lòng comment giúp em là áo 89 kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Áo 89 kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Áo 89 có rất là nhiều màu luôn nha các chị ơi. Màu xanh rêu này, màu hồng này, màu đen nha các chị ơi. Màu trắng cổ đỏ và màu trắng cổ đen nha. Chị nào lấy thì vui lòng comment rõ áo 89 kèm với màu áo và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Quần em đang mặc có cú pháp đặt hàng là Q34 có giá 149.000, đủ 3 size SML luôn. Quần bên em là quần hàng xuất luôn nha các chị ơi. Túi Gucci có giá 99.000. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là túi Gucci kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Thắt lưng em đang đeo cũng là thắt lưng Gucci có giá 60.000, bao giá toàn quốc luôn nha các chị ơi. Hàng bên em cam kết về chất lượng và giá cả luôn, không ở đâu rẻ bằng luôn nha. Set 22 quần L áo hồng. Dạ vâng, ok, đã thấy chốt đơn hàng của rất là nhiều chị rồi đó. Các chị hãy chú ý cú pháp đặt hàng bên em để tránh tốn thời gian và đơn hàng của các chị không lên thành công nha. Các chị hãy chú ý là dù cái sản phẩm nào đi nữa thì các chị cũng phải kèm theo số điện thoại thì bên em mới chốt đơn hàng thành công cho các chị được nha. Mã sản phẩm kèm với màu áo, size quần và số điện thoại, bên em mới lên đơn hàng thành công. Mã sản phẩm kèm với màu áo, size quần và số điện thoại, bên em mới lên đơn hàng thành công nha. Chị Trang Thái ơi, shop em ở 56 Lương Thế Vinh, thành phố Thái Nguyên nha chị. Dạ vâng, ok, em sẽ đứng lại cho các chị xem dáng quần nha. Dáng quần này cực kỳ xinh luôn, chỉ có giá 149.000. Chị nào đấy thì vui lòng comment cho em là Q34 này. Q34 có giá 149.000. Quần đủ 3 size SML luôn nha các chị ơi. Quần đủ 3 size SML luôn nha.
59.000. Có đủ, có rất là nhiều màu, đó là màu đỏ, màu đen, à màu, em xin lỗi các chị, đó là màu xanh này, màu xanh này, màu hồng này, màu đen, màu trắng cổ đỏ và trắng cổ đen ra mặc, chỉ có giá 89.000. Hàng Zaza chuẩn tay mát luôn nha các chị ơi, hàng Zaza chuẩn tay mát luôn, chỉ có giá 89.000, không ở đâu bán rẻ như bên em luôn. Chị Trương Ngọc Thùy Duyên ơi, túi mẫu em đeo có bán nha chị ơi, có giá là 99.000 chị nha. Áo phông đằng sau có giá là 99.000 chị nha. Chị Quỳnh Anh có quần không rách không chị ạ? Nhà em có quần không rách chị nha. Quần không, các chị lưu ý là quần bên em quần nào cũng chỉ cào nhẹ nha. Cào nhẹ nha. Quần quần nào bên em cũng cào nhẹ một xíu nha. Các chị ấy để chú ý giúp em là chia sẻ và theo dõi Facebook và Thị Tuyết Dung ở chế độ xem trước thì bên em mới bán với giá như vậy luôn nha các chị ơi. Bên em sẽ có người check hàng, check nếu như các chị không chia sẻ thì sẽ không được mua với giá bán ở trên livestream như thế này đâu ạ. Nên phải chia sẻ livestream giúp em nha. Tối thiểu là 5 nhóm nha. Tối thiểu là 5 nhóm trên các trang và các hội nhóm nha các chị ơi. Chị nhím em ơi, mẫu nhà em cao 1m50, nặng 40kg chị nha. Các chị hãy chia sẻ giúp em nha. Hãy chia sẻ tối thiểu là lên trên 5 trang hội nhóm. Sau đó theo dõi Facebook Đoàn Thị Tuyết Nhung ở chế độ xem trước thì mới được mua hàng bên em với giá như vậy nha. Bên em sẽ khi mà chốt đơn hàng sẽ có người check. Nếu như các chị không chia sẻ thì bên em không bán với giá trên livestream luôn nha các chị ơi. Không bán với giá trên livestream luôn. Áo 89.000, quần 149.000. Chị nào lấy thì vui lòng bắt mừng giúp em là lấy cả set thì vui lòng bắt mừng giúp em là set 220 kèm với màu áo và size quần luôn nha. Túi em đang đeo là túi Gucci có giá là 99.000. Chị nào lấy thì vui lòng bắt mừng giúp em là túi Gucci kèm với màu và số điện thoại về hai màu, đó là màu trắng và màu đen nha. Chị Nguyễn Hương ơi, nhà em có kính nha chị nha. Kính nhà em có giá là 90.000 chị nha. Chị Quyên Lê ơi, set em đang mặc, mẫu em đang mặc có giá là 220.000 cả set chị nha. Trịnh Phương Nhâm ơi, quần có giá là 149 nha chị nha. Ok, nhím em nha, em nhìn đơn hàng của chị rồi ạ. Ok, Vương Kỳ nha. Ok, Quỳnh Anh nha. Chị ơi, quần này 58kg mặc size gì? 58kg, cao 1m bao nhiêu? Chị Hiền Trần ơi, chị cam bao nhiêu mét ạ chị ơi? Ok, Tường Vi nha, em nhìn đơn hàng của chị rồi ạ. Ok, Aeronga nha. Julie Hồ ơi, nhà em ship qua bưu điện đồng giá là 30.000 chị nha. Chị Ngô Huyền ơi, shop em ở 56 Lương Thế Vinh, thành phố Thái Nguyên nha chị ơi. Chị ơi, áo này gọi là áo gì nhỉ? Áo gì nhỉ? Mã. Áo 89. Áo 89 kèm màu nha chị ơi. Chị nào đấy thì vui lòng bắt mừng giúp em là áo 89 kèm với màu nha. Bích Vân ơi, túi nhà em có giá là 99.000 chị nha. Có màu trắng và màu đen chị nha. Chị Phương Vi Ngô ơi, chị đặt hàng cho em số điện thoại với ạ. Các chị lưu ý là các chị đặt hàng theo đúng cú pháp chị nhá. Là tên sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại kèm theo địa chỉ thì bên em sẽ chốt đơn nhanh chóng cho các chị hơn nha. Chị ơi, 1m60, nặng 58kg, mặc size gì quần này? Không vừa đâu. Không vừa đâu chị nhá, không vừa đâu nha chị Hiền Trần chị nhá. Các chị ơi, có rất là nhiều chị cái form quần ở bên em rất tiếc phải nói với các chị là cái form quần bên em chỉ có từ 38 cân đến 55 cân đổ lại thôi nha. Nếu mà mình tầm 55 cân thì vui lòng cao 1m6 giúp em nha các chị ơi. 55 cân vui lòng cao 1m6 giúp em nha. Nào, tại vì cái form quần nó là giảm coi và nó là hàng xuất chất co giãn nhẹ thôi nha các chị ơi. Chất co giãn nhẹ thôi nào. Đây là cái chiếc áo màu đen cực kỳ xinh luôn nha các chị ơi, cực kỳ xinh luôn. Em sẽ lên cái màu đen cho các chị xem đây ạ. Em lên màu đen cho các chị xem đấy nha. Đổi xe trắng lên thành trang đen á, trang áo đen á. Cái áo trắng đấy chỉ có 2 cái thôi, còn lại còn toàn màu đen với hồng thôi. Đúng rồi, không có đâu. Em mới cần bóng lúc mẹ có chút đơn cũng không có hàng về nữa. Không, nhưng mà em có báo là áo trắng, cổ đen, áo trắng, cổ đen. Nhưng mà em mặc cái set đấy là chị nhìn chỉ toàn là màu trắng với việt nha, không đặt màu hồng. Ờ đúng rồi, báo lại đi. Nào, các chị yêu ơi, nếu mà chị nào lấy cái áo, chị nào lấy cái set 220 lúc đấy của em nha. Lấy cái set 220 lúc đấy của em mà áo trắng viền đen nha. Áo trắng cổ viền đen nha các chị ơi. Thì nếu mà bên em có chốt hàng thì nó chỉ khác mỗi cái viền như thế này thôi nha các chị ơi. Nó chỉ khác mỗi cái viền như thế này. Đó là một cái là viền trắng, một cái là viền đen thôi nha. Nó không khác nhiều lắm đâu các chị. Nó không khác đâu nha các chị ơi. Nên là các chị nhận hàng thì các chị vui lòng đừng có mà Đừng có nói ấy là bên em, tại vì cái set này nó cũng chỉ khác mỗi cái viền như thế này thôi nha. Nếu mà chị nào chốt đơn bên em giúp là lúc ấy là set 220 thì bên em có thể gói đơn hàng
có nghĩa là có một có thể là áo cổ đỏ hoặc có thể là áo cổ đen nha. Nó chỉ khác mỗi cái cổ thôi nha các chị yêu ơi. Bây giờ bên em áo trắng đã hết sạch rồi nha, bây giờ chỉ còn áo màu đen thôi. Chị nào đấy thì vui lòng comment giúp em. Vui lòng comment giúp em là set 220 kèm với màu áo nha. Áo trắng bên em đã hết, hiện tại chỉ còn màu đen này. Màu đen, màu hồng và màu xanh rêu thôi nha các chị yêu ơi. Màu đen, màu hồng và màu xanh rêu luôn nha. Chị nào đấy thì vui lòng comment giúp em là set 220 kèm với màu áo và size quần luôn nha. Kèm với màu áo và size quần luôn nha, chỉ có giá 220.000, quá là rẻ luôn đúng không nào. Áo một áo 89.000 và quần có giá là 149.000. Áo 89 và quần có giá 149.000. Thắt lưng em đang đeo là thắt lưng Gucci nha chị ơi. Thắt lưng em đang đeo là thắt lưng Gucci có giá 60.000. Chị nào đấy thì vui lòng comment giúp em là thắt lưng Gucci kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên ngân hàng thành công. Chị ơi, túi có giá là 99.000 chị nha, có màu trắng và màu đen chị nha. Ống quần ạ, ống quần đây mình sẽ bỏ xuống cho bạn xem nha. Ống quần ở bên dưới nó tua tua như thế này nha các bạn yêu ơi. Ống quần ở bên dưới nó tua tua như thế này nha. Quần có giá 149.000 thôi nha. Bạn nào lấy thì vui lòng comment giúp mình theo đúng cú pháp đặt hàng là Q34 kèm với size và số điện thoại, bên mình sẽ lên đơn hàng thành công. Áo 89 kèm với màu và số điện thoại, bên mình sẽ lên đơn hàng thành công nha. Áo bây giờ bên mình hết màu trắng rồi nha. Hết sạch màu trắng rồi, chỉ còn có màu xanh rêu này. Chỉ còn có màu xanh rêu, màu đen và màu xanh rêu, màu đen và màu hồng thôi nha. Màu xanh rêu, màu đen và màu hồng thôi nha các chị ơi. Nào có chị nào đặt cái set này nữa không thì vui lòng comment giúp em là set 220. Set 220 nha. Ngay bây giờ em sẽ đổi mẫu lên cái set 22 cho các chị xem nha. Cũng cực kỳ xinh luôn. Set 22 cũng cực kỳ xinh luôn nha các chị ơi. Quần em đang mặc có cú pháp đặt hàng là Q34 kèm với size và số điện thoại. Áo em đang mặc có giá 89.000. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là áo 89. Còn 3 màu nha. Áo 89 kèm 3 màu nha các chị yêu ơi. Áo 89 có 3 màu, đó là màu đen này, màu xanh rêu và màu hồng nha. Đen xanh rêu và màu hồng nha. Đen xanh rêu và màu hồng. Bây giờ em sẽ lên cái màu set. Em sẽ lên cái set 22 cho các chị xem nha. Bây giờ em sẽ lên cái set 22 cho các chị xem. Cực kỳ xinh luôn. Cực kỳ xinh luôn nha các chị yêu ơi. Set của mẫu nhà em đang mặc là set 220 nha các chị nha. Có giá là 220.000 và có 3 size SML. Tất cả các chị đặt hàng chỉ cần comment giúp em tên sản phẩm kèm số điện thoại. Đơn hàng của các chị sẽ được tự động cập nhật thành công trên hệ thống nha. Các chị không cần phải hỏi là đơn chị có đặt được không, tại vì đơn hàng của em chỉ cần đúng cú pháp thôi là sẽ lên đơn hàng thành công nha các chị ơi. Chia sẻ like giúp em nào, chỉ khi các chị chia sẻ like mới được mua với giá sốc. Và các chị ơi, cái áo màu trắng viền đen bên em hết rồi nha, chỉ có 2 cái thôi, lúc đấy là mẫu nhà em các bạn ý ạ. Không biết là cái mẫu đấy hết rồi, chỉ còn 2 cái thôi, thì nếu như mà chị nào đấy set 220 có thể chuyển sang là áo trắng viền đỏ giúp em nha. Áo này em đang xả với giá là 89.000. Chị nào lấy thì comment nhanh tay giúp em là áo 89 kèm màu kèm số điện thoại để bên em xả với giá là 89.000. Bao đẹp luôn các chị nha. Từ 38 đến 60 cân mặc vừa, 60 cân vừa lòng, cao trên 1m6 giúp em. Rồi ok chưa? Rồi 1m60 bình thường chị mặc size S đúng không ạ? Nếu mà bình thường chị mặc size S thì chị mặc size S giúp em. Còn nếu như mà không chị to thì chị để mặc size M. Các chị ơi nghe rõ giúp em. Quần vest ghi bên em từ 38 đến 55 cân và 55 cân vừa lòng, cao trên 1m6 giúp em nha. Rồi set 220 màu trắng chị Quyên Lê lấy áo trắng viền đỏ nha chị ơi. Chị lấy áo trắng viền đỏ giúp em nha. Rồi. Đây đây. Thôi tí nữa em mặc lại cái áo này, cái áo kia cho mọi người nhìn thấy là mọi người sẽ đổi sang. Rồi mọi người ơi, chút nữa bên em. Ok chị Vương Kỳ nha, đơn hàng của chị sẽ lên đơn được thành công nha chị ơi. 1m53 48 cân bình thường chị mặc size M hay size L ạ? Chị mặc size M đúng không ạ? Các chị ơi chuẩn 3 form SML, chị nào lấy size nào thì comment giúp em. Các chị ơi, mẫu nhà em đứng xa và em cũng khá xa nên là em không thể nào mà trả lời được hết bình luận của các chị. Thế nên là các chị ơi, quá là nhiều bình luận em không thể nào trả lời hết được. Các chị nghe rõ giúp em nha. Từ 38 cho đến 55 cân, cao 55 cân vui lòng, cao trên 1m6 giúp em nha. Rồi thắt lưng Gucci, Gucci à? Thắt lưng Gucci nhà em bán với giá là 60.000 nha các chị ơi. Rồi túi ong
À quên nhầm, túi Gucci có hai màu là màu trắng và màu đen, cũng có giá là 99.000 nha. Vui lòng comment giúp em là túi Gucci, kèm màu kèm số điện thoại để lên đơn hàng thành công với giá 99.000. Chia sẻ like giúp em nào. Chia sẻ like để mua cái set mẫu của em đang mặc là set 22. Set 22 kèm số điện thoại để bên em có thể là chốt đơn hàng này cho các chị với giá là 220.000 trên một set, set 22 nha các chị ơi. Nào chị nào lấy cái set mà em đang mặc thì vui lòng comment giúp em là set 22 nha các chị ơi. Quần cũng có giá 149.000, có viền như thế này nha chị ơi, có viền như này cực kỳ xinh luôn. Cũng chỉ có giá là 149.000, áo có giá 89.000, cả set là có giá là 220.000. Nếu chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em theo đúng mã sản phẩm mà là set 22 kèm size, kèm size và size quần và màu áo nha các chị ơi. Size quần và màu áo, áo hiện tại bên em còn 3 màu, đó là màu hồng này, màu hồng, màu xanh rêu và màu đen nha. Hồng, xanh rêu và màu đen. Thắt lưng em đang đeo là thắt lưng Gucci, có giá là 60.000. Chị nào đấy thì vui lòng comment giúp em là thắt lưng Gucci nha chị ơi. Thắt lưng Gucci, túi Gucci có giá 99.000, kính cũng có giá 90.000. Chị nào đấy thì vui lòng comment theo đúng cú pháp đặt hàng giúp em là K3 hồng kèm với số điện thoại, bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công nha. Các chị ơi, nếu như mà chị nào chia sẻ like giúp em thì cái quần của mẫu nhà em đang mặc là quần Q32, nếu mua nè chỉ có giá là 149.000, cho chị nào chia sẻ like sẽ mua được với giá là 149.000. Áo có giá là 89.000 và cú pháp đặt hàng là áo 89 kèm số điện thoại để lên hàng thành công với giá 89.000 nha các chị ơi. Áo 89 kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Có form cân nặng từ 38 cân đến 60 cân đổ lại. Xuất hàng ra ra chuẩn tay mắt luôn, co giãn thoải mái luôn nha các chị ơi. Co giãn thoải mái luôn. Quần em đang mặc có cú pháp đặt hàng là Q32 nha các chị ơi. Q32. Chị Yến chị ơi, set 220 quần M màu hồng, chị đang nhầm với set 22 đúng không ạ? Set 22 thì là mẫu nhà em đang mặc. Đấy, chị bảo mà khách sẽ bị nhầm. Đây là đàn mã. Nhưng mà chị thế chị mới vừa bảo kinh doanh như thế là rất là nhầm luôn. Rồi các chị ơi, cái mẫu của mẫu nhà em đang mặc là set 22 kèm số điện thoại nha, có giá là 220.000. Quần mua lẻ là quần Q32 nha. Q32 chỉ có giá 149.000, áo có giá 89.000 nha các chị ơi. Áo của em còn ba, duy nhất 3 màu thôi nha các chị ơi. Còn 3 màu, màu trắng đã hết rồi nha. Còn 3 màu chỉ còn đó là màu hồng này, màu hồng, màu đen và màu xanh rêu nha. Màu hồng, màu đen và màu xanh rêu nha các chị ơi. Nào chị nào lấy cả set thì vui lòng comment giúp em là set 22 nha. Nhớ là set 22, các chị vui lòng nghe rõ giúp em là set 22 nha. Set đầu tiên em mặc là 220, còn bây giờ là set 22 nha các chị ơi. Quần mình đang mặc có giá 149.000. Bạn nào lấy thì vui lòng comment theo đúng cú pháp đặt hàng giúp mình là Q32 kèm với size, màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. 60 cân không vừa cho chị Anh Tuyết ơi, rất tiếc với chị là 60 cân thì chị có chỉ có thể mặc vừa áo của em thôi. Chị có thể mặc vừa áo của em thôi. Còn chị Phạm thì em cao 1m50 và nặng 40 cân nha chị ơi. Em cao 1m50 và nặng 40 cân thôi ạ. Rất tiếc là chị Ánh Tuyết không mặc vừa quần bên em rồi. Chị Ánh Tuyết nha, bên em sẽ cực cố là kiếm những cái quần nào mà form 60 cân có thể cho các chị mặc vừa được nha. Nào, cái form quần của em chỉ có từ 38 cân đến 55 cân đổ lại thôi nha. Và đủ 3 size SML nha. Và 55 cân thì vui lòng cao trên 1m6 giúp em này. Còn cái áo hồng em đang mặc có giá 89.000, có bạc còn 3 màu thôi nha các chị ơi. Đó là màu đen này, màu đen. Đó là màu đen. Đó là màu đen này, màu đen nha chị ơi, màu xanh rêu nha. Màu áo trắng cổ đỏ nha, áo trắng cổ đỏ nha các chị ơi. Tại vì lúc này cái set mà 220 mặc đầu tiên ý, nếu mà chị nào đặt cái set 220 mặc đầu tiên đấy thì có thể đổi sang cái áo màu đỏ giúp em nha. Tại vì cái áo trắng việt đen đấy bên em chỉ còn 2 chiếc duy nhất thôi nha. Chỉ còn 2 chiếc duy nhất thôi này. Nào chị nào đấy thì vui lòng comment giúp em là áo 89 kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Hàng Zaza chuẩn tem mát, form cân nặng từ 38 cân đến 60 cân đổ lại nha các chị ơi. Mẫu nhà em đang mặc size S nha các chị ơi. Nếu như mà chị nào chưa biết là chiều cao cân nặng của các chị mặc size gì thì các chị vui lòng comment giúp em là tên sản phẩm kèm số điện thoại kèm chiều cao cân nặng, bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn size nha các chị ơi. Khi mà các chị hỏi ở trên này thì quá nhiều bình luận, bên em không thể nào trả lời kịp đâu các chị nha. Không thể nào trả lời kịp được mấy trăm bình luận của các chị lên cùng một lúc như vậy. Nên là nếu như mà chị nào mà không muốn mình bỏ lỡ một cái sản phẩm quá hấp dẫn như thế này thì vui lòng comment giúp em là tên sản phẩm kèm số điện thoại kèm kiểu chiều cao cân nặng nếu như các chị chưa biết mình mặc size gì nha. Set em đang mặc là set 22 nha chị ơi. Set em đang mặc là set 22 nha. Cũng có giá là 220.000.
nhìn. Chị nào lấy thì vui lòng comment theo đúng cú pháp đặt hàng giúp em nhớ ạ. Nhớ cú pháp đặt hàng giúp em là Z22 nha. Z22 có giá là 220.000. Chị nào lấy thì vui lòng comment theo đúng cú pháp đặt hàng giúp em là Z22 nha chị ơi. Có giá là 220.000. Đi chị nào lấy thì vui lòng comment theo đúng cú pháp đặt hàng giúp em nha. Áo có giá 89.000 khi bán lẻ và quần có giá là 149.000 khi bán lẻ. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là Q32 này. Kèm size, màu, size và số điện thoại bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Q32 kèm với size và số điện thoại bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha chị ơi. Áo 89 kèm với màu nha. Áo 89 kèm với màu bên em còn có. Bên em còn 4 màu nha chị ơi, xin lỗi nha. Bên em còn 4 màu đó là màu áo màu hồng này, màu xanh rêu này, màu đen nha và trắng cổ đỏ nha. Chị nào lấy thì cũng làm comment giúp em rõ là trắng cổ đỏ nha. Trắng cổ đỏ nha các chị ơi. Ở mình nói chua mới đau chứ. Có túi không? Cái gì? À, túi nào đây chị hỏi túi nào đây ạ? Túi em đang đeo có giá 99.000 nha. Bên em chỉ về hai duy nhất hai loại túi thôi nha các chị ơi. Đó là túi Gucci và ba lô ong nha. Túi Gucci và ba lô ong. Ba lô ong có giá 115.000 nha. Ba lô ong có giá 115.000. Chị nào lấy thì vui lòng comment theo đúng cú pháp đặt hàng giúp em là ba lô ong kèm với màu nha. Đây là màu ghi đậm này. Đây là màu nâu đen và đây là màu đen, chỉ có giá 115.000 đối với chị nào chia sẻ livestream và theo dõi Facebook Đoàn Thị Tuyết Nhung ở chế độ xem chưa nha các chị yêu ơi. Đây ạ. Đây nha. Ba lô chất da cực kỳ mềm luôn và em cam kết với các chị là khi nhận hàng các chị sẽ không hối hận khi đặt sản phẩm này bên em đâu. Đeo được cả chéo và cả ba lô nha. Đeo được cả dáng chéo và cả ba lô nha các chị yêu ơi. Rồi các chị ơi, chỉ cần comment một lần tên sản phẩm kèm số điện thoại thôi là đơn hàng của các chị sẽ được tự động cập nhật thành công trên hệ thống. Vì vậy là các chị không cần spam cái đơn hàng của các chị đâu nha. Chỉ cần comment một lần giúp em thôi là đơn hàng của các chị sẽ được cập nhật thành công trên hệ thống nha các chị ơi. Vui lòng chia sẻ like giúp em và mua quần Q32 mẫu mặc 3 size SL với giá là 149.000. Còn áo là áo 89 có 4 màu để cho các chị lựa chọn. Đó là màu xanh lá, màu trắng viền đỏ, màu đen và màu hồng. 4 màu cực kỳ xinh luôn. Và các chị ơi, có muốn mẫu nhà em mặc lên cái màu đỏ cho các chị xem không ạ? Các chị ơi, nhớ là set em đang mặc là set 22 nha, có giá 220.000 và đơn hàng của các chị là đơn hàng của bên em sẽ cập nhật trên hệ thống và hệ thống sẽ tự cập nhật nếu như các chị comment theo đúng cú pháp là mã sản phẩm này kèm với màu áo, size quần và số điện thoại, bên em sẽ tự cập nhật đơn hàng thành công nha. Và em đứng xa nên là em không thể trả lời hết comment của các chị. Nếu các chị có thắc mắc về chiều cao, cân nặng hay là thì có thể đặt mã sản phẩm kèm với lại số điện thoại và cân nặng chiều cao. Bên em khi mà các bạn ấy gọi cho đơn hàng thì có thể tư vấn được các chị chiều cao và cân nặng nha. Áo ISL bạn inbox cho bên mình để các nhân viên check xem là đơn hàng còn không nha bạn ơi. Mặc rồi quần bác ghi đinh, quần bác ghi đinh thì con thấy có chưa rồi. Em mặc bảo hộ chị này. Bây giờ mặc lại mấy quần kiểu, bây giờ mặc không phải áo cái quần. Mặc luôn đi quần này được. Sau gọi điện cho đơn thì bảo nhân viên đẩy ý thôi. Tại vì mình bị loạn ngay từ cái mã đầu tiên. Sau cái đặt khác. Rồi các chị ơi, mẫu nhà em sẽ lên cái mẫu áo trắng viền đỏ cho các chị nha. Nếu như mà các chị lấy cái mẫu cái set là 22 này thì vui lòng comment giúp em là set 22 kèm màu kèm số điện thoại để bên em chốt đơn. Ví dụ mà chị nào lấy set 22 áo hồng thì vui lòng comment giúp em là áo 22 set 22 áo hồng kèm số điện thoại hoặc set 22 áo trắng viền đỏ kèm số điện thoại để bên em nhanh chóng chốt đơn hàng cho các chị với giá là 220.000 khi các chị chia sẻ livestream nha. Túi Gucci ok nha. Túi Gucci bên em có hai màu là màu trắng và màu đen, có giá 99.000 khi chị nào chia sẻ livestream sẽ được mua với giá 99.000. Và ba lô ong đây các chị ơi. Ba lô ong đây các chị ơi có 4 màu. Màu túi ba lô ong LV này, ba lô ong đen này, ba lô ong ghi đậm này và ba lô ong kẻ nha các chị ơi. Ba lô ong kẻ nào vui lòng comment giúp em, có giá là 115.000 cho chị nào nhanh tay chia sẻ like và mua với giá 115.000. Dạ, đây chính là áo viền đỏ bên em nha, hàng ra giá chuẩn Denmark chỉ có giá là 89.000. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là áo 89 kèm với màu áo và số điện thoại bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Áo em đang mặc là áo trắng viền đỏ, các chị vui lòng comment rõ giúp em nha. Áo trắng viền đỏ nha các chị ơi. Áo trắng viền đỏ. Quần em đang mặc là có giá là 149.000. Quần em đang mặc có giá 149.000 nha. Về bao size SML. Chị nào lấy thì vui lòng comment sao đúng mã sản phẩm giúp em là Q32 kèm với size và số điện thoại bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha. Q32 kèm với size và số điện thoại bên em sẽ lên đơn hàng thành công, chỉ có giá 149.000 và áo có giá 89.000 nha các chị yêu ơi.
các chị ơi, chỉ cần comment một lần thôi là đơn hàng của các chị sẽ được tự động cập nhật thành công trên hệ thống. Các chị không cần phải comment nhiều lần đâu các chị nha. Ba lô ong của nhà em có giá là 115.000 đấy ạ. Có giá là 115.000, có rất là nhiều màu. Đối với chị nào chia sẻ livestream và theo dõi Facebook đoàn Thủy Tuyết Nhung ở chế độ xem trước nha các chị ơi. Các chị nhớ là phải chia sẻ giúp em nha. Phải chia sẻ nha, không thì bên em khi mà các bạn gọi điện check cho đơn hàng của các chị, bên em sẽ có người check. Nếu như các chị không chia sẻ thì bên em sẽ không bán với giá trên livestream luôn nha các chị ơi. Nào, có rất là nhiều màu luôn, chỉ có giá 115.000. Em nói nhiều là cổ em nó hơi bị khản một tí, nhiều lúc nó hơi bị mất tiếng các chị ơi. Nào, đây nha, có màu nâu đen này, màu đen nha, màu ghi đậm này, màu ghi đậm nha. Và cái này là các chị vui lòng comment giúp em là ba lô kẻ nha. Vui lòng comment giúp em là ba lô ong kẻ này, ba lô ong kẻ này, ba lô ong màu ghi đậm này, màu đen này, màu nâu đen này. Chị nào đấy thì vui lòng comment giúp em nha. Túi mình đang đeo có giá là 99.000 nha. Chỉ có giá 99.000 về hai màu, đó là màu trắng và màu đen, cực kỳ đẹp luôn. Cam bên mình về hàng này liên tục và đang cháy hàng nha các bạn ơi. Đây mình sẽ giơ lại gần cho các bạn xem, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp bao chất luôn nha các bạn ơi. Chỉ có giá 99.000, cực kỳ rẻ luôn. Đối với bạn nào chia sẻ livestream bên mình bán như vậy luôn nha. 99.000 này, 99.000, cực kỳ đẹp luôn. Chuẩn từng đường kim mũi chỉ có giá 99.000. Quan Minh đang mặc có giá 149.000. Bạn nào đấy thì vui lòng comment giúp mình là Q32 kèm với size và số điện thoại, bên mình sẽ lên đơn hàng thành công. Q32 kèm với size và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha. Cực kỳ đẹp luôn, đủ 3 size SML, quần hàng xuất chất co giãn nhẹ nha chị ơi. Ba lô ong kẻ chị ạ, các chị hãy nhớ cú pháp đặt hàng bên em với giúp em với ạ. Tại vì em nói nhiều em sẽ bị khản cổ, mất tiếng và mai không thể livestream bán hàng được đâu nha chị ơi. Các chị nhớ cú pháp đặt hàng bên em giúp em là ba lô ong kèm với màu và số điện thoại, bên em mới lên đơn hàng thành công nha. Ba lô ong kèm với số điện thoại, đây là ba lô ong kẻ này, đây là ba lô ong màu ghi đậm này, đây là màu nâu đen này và màu đen nữa nha các chị ơi. Màu đen đâu rồi? Đây đâu rồi, chị vui không? Chị kia, bạn ấy đang. Đây là màu. Các chị vui lòng comment giúp em theo đúng cú pháp đặt hàng nha. Mà em đặt từ trước giờ là màu nâu đậm. Các chị vui lòng comment theo đúng cú pháp đặt hàng giúp em nha, để tránh rằng bên em sẽ không chốt đơn hàng thành công cho các chị được nha. Tại vì đơn hàng bên em đã cập nhật trên hệ thống, nhớ là phải có số điện thoại thì bên em mới cập nhật đơn hàng thành công cho các chị được nha. Ông Khánh ơi, đơn hàng của nhà mình tối hôm qua là hơn quá tải ấy, nên bên mình chưa gọi được hết đơn hàng của ngày hôm qua. Thì sáng mai bên mình sẽ gọi tiếp đơn của ngày tối hôm qua nha bạn ơi. Ôi mình đây bẩn tí ơi, mình đây ạ. Hồng Khánh ơi, bạn không cần spam cái comment như vậy đâu ạ. Chị ạ, chị xuống vừa trả lời comment của bạn rồi đấy. Tại vì mở đơn hàng bên mình tối hôm qua, ngày hôm qua là quá tải nha. Ngày hôm qua là quá tải nên hôm nay bên mình chưa thể đi được hết đơn hàng, nên chưa chốt hàng được cho bạn nha. Các bạn yên tâm là cứ để lại số điện thoại thì bên mình sẽ có người gọi điện chốt đơn hàng cho các bạn, nên là các bạn yên tâm nha. Nào, có chị nào lấy cái mã sản phẩm mà em đang mặc nữa thì vui lòng comment giúp em là chiếc 22 này, quần có giá là 149.000, đủ 3 size SML. Áo có giá 89.000 nha các chị ơi. Áo có giá 89.000, còn có 4 màu luôn nha. 4 màu đó là màu xanh này, màu xanh rêu này, màu đen này, màu trắng viền đỏ nha. Màu trắng viền đỏ em đang mặc này, và màu hồng nhân dương nữa nha các chị ơi. Và màu hồng chỉ có giá 89.000. Form cân nặng là từ 38 cân đến 55 cân đổ lại. Và hàng da chuẩn tem mát, chất liệu co giãn luôn nha. Đây, chất liệu co giãn thoải mái, dày dặn luôn nha các chị ơi. Bao chất cho các chị luôn. Bao chất 115.000 nha các chị ơi. Mình cao 1m50 và nặng 40 cân nha các bạn ơi. Mình chỉ có cao 1m50 và nặng 40 cân thôi. Mình mặc size S nha các bạn ơi. 1m50 và nặng 40 cân. Thắt lưng Gucci 60.000 này. Ba lô 99.000, à túi 99.000, túi Gucci 99.000 này. Áo 89.000 và quần 149.000. Quần có cú pháp đặt hàng là Q32 kèm với size và số điện thoại. Áo 89 kèm với màu và số điện thoại. Túi Gucci kèm với màu và số điện thoại nha các chị ơi. Lê Thu Trang ơi, nếu bạn lấy cả set mẫu của mình đang mặc thì vui lòng comment giúp mình là set 22 kèm màu kèm số điện thoại để bên mình có thể chốt đơn hàng cho các chị. Các chị có thể là chọn màu áo nha. Các chị có thể chọn màu áo set 22, các chị có thể chọn màu áo này. Có thể chọn màu áo nha các chị ơi. Đó là áo màu hồng nha. Áo màu hồng này, áo màu hồng chị nào đấy thì vui lòng comment giúp em rõ là set 22 kèm với quần size gì,
và áo màu gì nha. Số điện thoại, quần size gì và áo màu gì kèm với số điện thoại thì bên em mới lên đơn hàng thành công rồi nha. Chị Vy Nguyễn ơi, đơn hàng của bên em sẽ được tự động cập nhật thành công trên hệ thống nên chị không cần phải spam chị nhá. Đơn hàng của chị sẽ được lên đơn hàng thành công nếu chị có đầy đủ tên sản phẩm kèm số điện thoại, đơn hàng tự động cập nhật thành công trên hệ thống nha các chị ơi. Chị ơi, cao 1m65 mà nặng 48 cân, vui lòng mặc size M giúp em nha. Vui lòng mặc size M giúp em nha chị ơi. Nếu mà chị lấy thì vui lòng cảm ơn giúp em là Q32 kèm với size và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Q32 kèm với size và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha các chị ơi. Quần có giá 149.000, thắt lưng có giá 60.000, áo có giá 89.000, quá là rẻ và quá là đẹp luôn nha. Hàng bên em đều là hàng chuẩn tem mác luôn nha các chị ơi. Hàng chuẩn tem mác luôn nha, và chỉ có giá 149.000 với quần và áo 89.000. Cả set đang mặc là set 22 có giá là 220.000 nha các chị ơi. Khi các chị chia sẻ livestream này, set 22 sẽ bán với giá 220.000 chuẩn tem mác luôn các chị nhá. Set 22 quá là rẻ luôn, chỉ có giá 220.000. Túi Gucci về hai màu đó là màu trắng và màu đen. Về màu trắng và màu đen chất cực kỳ đẹp luôn các chị, bao chất cho các chị, bao chất bao giá toàn quốc luôn. Chỉ có giá là 99.000. Chị nào lấy thì vui lòng cảm ơn giúp em là túi Gucci nha. Túi Gucci kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha các chị yêu ơi. Thắt lưng đây nha, thắt bạn ơi, cả set của mình sẽ không có thắt lưng đâu ạ. Nếu mà có thắt lưng thì mình cam kết với bạn là không ở đâu có cái giá đấy đâu. Tại vì cả set của bên mình bán với cái giá quá là rẻ rồi, mà có cái thắt lưng này nữa thì đúng là cái chất không thể mặc được luôn. Cái chất không thể mặc được nha bạn ơi. Huyền Nguyễn ơi, bạn mặc size L giúp mình nha. Các chị ơi, em không thể nào trả lời được hết chiều cao cân nặng của các chị đâu ạ. Thế nên là nếu như mà chị nào đã muốn đặt hàng của đơn hàng bên em, chị cần comment tên sản phẩm kèm số điện thoại và chiều cao cân nặng để bên em có thể chốt đơn hàng cho các chị. Và cái mẫu này thì bên em là từ 38 cho đến 55 cân mặc vừa. 55 cân vui lòng cao trên 1m6 giúp em mới có thể mặc vừa được cái set. Mẫu nhà em đang mặc là set 22 có giá là 220.000 nha các chị ơi. Cả form áo của em có 38 cân đến 60 cân và quần là từ 38 cân đến 55 cân. Và chị nào 55 cân vui lòng cao trên 1m6 giúp em nha. Thắt lưng Gucci có giá là 60.000 nha. Các bạn nên nhớ là cả set của mình không có kèm đai lưng đâu nha. Không có kèm cái đai này đâu ạ. Nếu mắc kèm cả đai thì mình không có nghĩ là không có ở đâu bán với cái giá này đâu ạ. Tại vì quá là rẻ rồi. 220.000 các chị mua ở chỗ khác chỉ được một cái quần thôi ạ. Nhưng mà khi các chị chia sẻ like, shop em đã được tặng thêm một cái áo nữa rồi đấy nha các chị ơi. Áo bán lẻ đấy ạ, áo 89 nha chị ơi. Áo 89 có rất là nhiều màu để cho các chị lựa chọn nha, cực kỳ nhiều màu. Các chị chỉ cần comment là áo 89 kèm số điện thoại, sau đó chia sẻ like sẽ được mua áo chuẩn tem mát như thế này. Áo có bán lẻ luôn nha các chị ơi. Áo có bán lẻ, chị nào đấy thì vui lòng comment giúp em là áo 89 kèm với màu nha. Áo 89 kèm với màu, hàng da da chuẩn tem mát, form cân nặng từ 38 cân đến 60 cân đổ lại. Chị nào đấy thì vui lòng comment màu áo giúp em nha. Áo 89 kèm với màu này có màu trắng, viền đỏ, màu xanh rêu này, màu đen và màu hồng nha. Màu trắng viền đỏ này, xanh rêu, màu đen và màu hồng nha các chị ơi. Đây chỉ có giá là 89.000. Chị nào đấy thì vui lòng comment giúp em là áo 89 kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Form cân nặng từ 38 cân đến 60 cân đổ lại nha các chị ơi. Quần là từ 55 cân đến 38 cân đến 55 cân, và chị nào 55 cân thì vui lòng cao trên 1m6 giúp em nha. Túi Gucci về hai màu trắng và màu đen chỉ có giá 99.000. Thắt lưng Gucci có giá là 60.000 nha các chị ơi. Quá là rẻ và quá là đẹp luôn. Bên em bao chất và bao giá toàn quốc luôn. Bao chất bao giá toàn quốc luôn nha các chị ơi. Nào các chị nào có thích cái sản phẩm này bên em nữa thì hãy nhanh tay chia sẻ livestream nào. Hãy chia sẻ livestream để được đặt hàng bên em nha. Chia sẻ livestream càng nhiều và view càng lên cao thì bên em sale với giá càng rẻ, cực kỳ rẻ luôn nha các chị ơi. Sale với giá cực kỳ rẻ luôn. Em cam kết với các chị là không có ở đâu bán với giá rẻ như vậy luôn. Quần hàng xuất mà chỉ có giá 149.000 thôi nha. Các chị chia sẻ thì để mua được hàng bên em với giá rẻ như vậy. Nếu không chia sẻ thì bên em khi mà gọi điện chốt đơn hàng check cho các chị mà các chị không chia sẻ thì rất tiếc là các chị sẽ không được mua với giá ở trên livestream luôn nha các chị ơi. Nhớ là phải chia sẻ và theo dõi Facebook Đoàn Thị Tuyết Nhung ở chế độ xem trước nha các chị yêu ơi. Các bạn nhớ vui lòng comment theo đúng cú pháp đặt hàng giúp mình là mã sản phẩm kèm với lại số điện thoại nha. Mã sản phẩm kèm với size quần, màu áo và số điện thoại nha. Nếu bạn nào lấy thắt lưng thì vui lòng comment giúp mình là thắt lưng Gucci này. Thắt lưng Gucci kèm với số điện thoại, bên mình sẽ lên đơn hàng thành công nha các bạn ơi. Thắt lưng Gucci kèm với số điện thoại, bên mình sẽ lên đơn hàng thành công, chỉ có giá 60.000 thôi nha. 50 cân, 1m57, chị vui lòng mặc size L giúp em nha. Vui lòng mặc size L giúp em nha các chị yêu ơi. Chị lấy set 22 thì vui lòng comment giúp em là set 22
hồng kèm với quần size L và số điện thoại bên mình sẽ lên đơn hàng thành công nha. Sáng nay ba đi hôm nay đi 3 lần rồi. 3 lần à? Nghĩa là sáng đi 90 xong rồi trưa lại đi 90 tiếp. Xưa đi 8 mấy ấy. Thế đơn đơn hôm qua là đi 60 luôn. Em cao 1m50 và nặng 40 cân nha các chị ơi. Em cao 1m50 và nặng 40 cân thôi ạ. 3 lượt. Chưa chị mày đang ở trùng đơn mày. Tức là hai lần đơn mày đã xem đơn rồi. Em qua em xong rồi. Thế em đang bảo là hơn sáng nên hôm nay là đi ngoài đơn. 1m58 chị vui lòng mặc size L giúp em nha. 52 cân nặng 58 1m58 nặng 52 cân vui lòng mặc size L giúp em nha. Các chị hãy vui lòng comment cả chiều cao cân nặng và mã sản phẩm, số điện thoại bên em sẽ khi mà các bạn gọi điện chốt đơn cho các chị thì các bạn sẽ tư vấn size mặc cho các chị nha. Nếu chị nào mà đã thích cái set em đang mặc thì vui lòng comment là màu áo này và mã màu áo và chiều cao cân nặng bên em sẽ khi mà các bạn gọi điện chốt đơn thì sẽ có thể là tư vấn size cho các chị được nha. Quần mình đang mặc có giá 149.000, bạn nào lấy thì vui lòng comment là Q34 nha. À Q32, thì xin lỗi nha. Q32 kèm với size và số điện thoại bên mình sẽ lên đơn hàng thành công nha. Ok chị Nguyễn Vân nha. Nào chị nào lấy cái mẫu quần em đang mặc chỉ có giá 149.000, quần hàng xuất em cam kết với các chị là bao giá bao chất toàn quốc luôn, chỉ có giá 149.000. Chị nào lấy có gì không có gì nha Levi ơi, bạn thích thì bạn inbox bên mình thì ở bên mình sẽ check inbox và báo giá trị cho bạn nha. 10 sản phẩm trở lên bên mình mới có giá trị nha. Quần Becky khác đi chị. Ok Linh nha. Túi em đeo có giá 99.000 về hai màu trắng đen nha chị ơi. Về hai màu trắng đen chất cực kỳ đẹp luôn này. Chất cực kỳ đẹp luôn, không ở đâu có giá, không có ở đâu. Màu hồng lên được luôn. Màu hồng bây giờ con đang lên luôn. Chị lên từ đầu đến bây giờ lúc chị mình em chưa nay đã hỏi về này có thấy nhiều không? Lắc lên. Ừ. Đây nha, túi Gucci có giá 99.000. Bây giờ em sẽ lên cho em xem kính camera đi. Đây kính camera đây nha, bên mình chỉ chắc. Đây nha các chị ơi, kính K3 này, kính K3 rất là xinh luôn nha. Kính K3 có giá là 90.000 đấy ạ. 90.000, chị nào lấy đi vui lòng comment giúp em kính K3 kèm size kèm số điện thoại để bên em có số điện thoại để bên em có thể chốt đơn cho các chị mẫu K3 này với giá là 90.000 nha. Quần Q32 size L 55 cân, cao 1m62. Cao 1m62 thì vừa đấy chị nhá. Cao trên 1m655 cân mới có thể mặc vừa, vì ship toàn quốc nhà em chỉ có giá 30.000. Áo ISL thì hiện tại em không biết là shop còn hay không, thì chị có thể inbox để hỏi nha. Túi Gucci bên em bán với giá là 99.000, cho chị nào chia sẻ like thì mới được mua với giá là 99.000 nha các chị ơi. Vui lòng comment nhanh tay giúp em là túi Gucci kèm size kèm số điện kèm số điện thoại để bên em chốt đơn. Rồi, ba lô ong các chị ơi, ghi đậm có giá là 115.000. Ba lô ong LV hoặc còn gọi là ba lô ong nâu đậm. Ba lô ong kẻ kèm số điện thoại để bên em có thể chốt đơn nha. Ba lô ong kẻ này, ba lô ong nâu đậm, ba lô ong ghi đậm và ba lô ong đen. Đen đâu rồi, ba lô ong đen đâu, mang đấy. Lấy ở bên trong đi. Đây. Rồi. Con chị nào muốn hỏi gì nữa không ạ? Cả set đó, set vừa lấy mẫu nhà em đang mặc là set 22 có giá là 220.000, cho chị nào chia sẻ livestream và mua với giá là 220.000. Và mẫu nhà em sẽ lại lên một mẫu nữa. Nếu như mà các chị mua lẻ cái quần vừa lẫy thì có cái giá là có cái cú pháp là Q32 nhá các chị nha. Q32 có giá là 149.000, 3 size SML. Ok Long Bảo nha, tất cả những đơn hàng của các bạn sẽ được lên đơn hàng thành công khi các bạn chỉ cần comment một lần tên sản phẩm kèm số điện thoại thôi là sẽ được lên đơn hàng thành công. Em vừa nhận được áo rồi, áo đẹp lắm chị ạ. À, cảm ơn Nguyễn Ngọc Huyền nha. Chị hy vọng là em sẽ ủng hộ shop chị rất là nhiều hơn nữa. Và có rất là nhiều bạn hỏi cái set 220 nhà mình thì mình lên lại cái set 220 cho các bạn xem nha. Trắng cho đẹp. Set 220 nha các chị ơi. Set 220 có giá là 220.000, cho chị nào nhanh tay chia sẻ like và mua với giá 220 nha các chị ơi. Có thể chọn màu áo nha các chị nha. Phân biệt ở cái quần đấy ạ. Set 220 nha các chị ơi. Mẫu nhà em đang mặc set 220. 220 quần, nếu như các chị muốn mua lẻ thì quần Q34 nha các chị nha. Nào chị nào thích cái set em đang mặc thì vui lòng comment là set 220 nha. Set 220
20, quần mua lẻ có mã sản phẩm là Q34 cũng có giá 149.000. Quần hàng xuất đủ 3 size ML, áo có đủ còn 4 màu nhá chị ơi, đó là màu đen này, màu đen, màu xanh rêu này, màu đen, màu xanh rêu, màu hồng và màu trắng viền đỏ nha. Đen xanh rêu, hồng trắng viền đỏ nha, cũng chỉ có giá 89.000. Chị nào đấy thì vui lòng comment giúp em là áo kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha. Đây nha, đây là màu hồng, đây là màu đen em đang mặc. Đen này, xanh rêu này. Chị Trinh Nghĩa ơi, chị muốn lấy quần mẫu nhà em đang mặc đúng không ạ? Là Q34 nhá, chứ không phải là quần 220 đâu chị nhá. Q34 đấy ạ, quần này mua lẻ là Q34. Nếu các chị lấy cả set mẫu của em đang mặc là áo đen và quần Q34 thì vui lòng comment giúp em là set 220 kèm số điện thoại kèm size để bên em chốt đơn hàng cho các chị mẫu này. Cả set là các chị này, nếu mà chị nào lấy cả set thì mới vui lòng comment giúp em là lấy cả set thì mới vui lòng comment giúp em là set 220. Còn nếu mua lẻ quần thì vui lòng comment là Q34 nha. Áo có giá 89.000 khi mua lẻ nha. Chị nào lấy áo thì vui lòng comment là áo 89 kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Q34 là mã sản phẩm của quần nha các chị ơi, có giá là 149.000. Thắt lưng Gucci có giá là 60.000, túi Gucci có giá 99.000. Chị nào lấy thì vui lòng comment theo đúng mã sản phẩm giúp em nhé các chị ơi. Q34 chỉ những chị nào chia sẻ like mới được mua với giá 149.000 thôi các chị nha. 3 size SML, 55 cân, vui lòng cao trên 1m6 giúp em nha. Có phong cân nặng quần, có phong cân nặng từ 38 cân đến 55 cân. Và áo là có phong cân nặng từ 38 cân đến 60 cân đổ lại nha các chị ơi. Dạ vâng, hôm nay ba lô ong bên em đã mới về thêm rồi nha các chị ơi. Ba lô ong hôm nay bên em đã mới về thêm đối với chị nào chia sẻ livestream mới được mua với giá 115.000 nha. Nhớ là phải chia sẻ livestream và theo dõi Facebook Đoàn Thị Tuyết Nhung ở chế độ xem trước nha các chị ơi. Chị Minh Trâm ơi, đơn hàng của chị đã dính vào ngày thứ bảy chủ nhật, đương nhiên là 4 ngày thì chưa thể nhận được đâu chị nhá. Với lại thì có vẻ như là chị ở khá xa bên em ở Thái Nguyên nên có thể là sẽ chậm hơn một vài ngày nhá chị ơi, 1 tuần đổ lại ạ. Nào chị nào lấy ba lô em đang cầm thì vui lòng comment giúp em là ba lô ong nha. Ba lô ong kèm với màu, đây là màu đen này, màu nâu đậm nha các chị ơi, màu ghi tối này và màu kẻ nha. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là ba lô ong kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công. Chỉ có giá 115.000, cực kỳ rẻ. Đây thì em sẽ giơ lại gần cho các chị xem cái chất cực, da cực kỳ mềm luôn này, da cực kỳ mềm luôn, mình có thể đeo hai dáng, đó là dáng ba lô và dáng đeo chéo đều ok nha các chị yêu ơi. Các chị ơi, đơn hàng sẽ được tự động cập nhật thành công trên hệ thống nên các chị chỉ cần comment tên sản phẩm kèm số điện thoại nên là các chị yên tâm là đơn hàng của các chị sẽ lên đơn hàng thành công nha. Chị Su Thảo ơi, áo trắng có 2 loại đấy ạ. Áo trắng viền đen tạm thời bên em đã hết, chỉ còn áo trắng viền đỏ thôi nha. Nếu chị lấy thì chị vui lòng comment lại giúp em là Q34 kèm với size và áo trắng viền đỏ kèm với số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha. Áo trắng viền đỏ kèm với quần Q34 và size và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha. Tại vì áo trắng bên em có 2 loại, đó là một áo trắng viền đen và một áo trắng viền đỏ, nên là chị comment vui lòng comment rõ giúp em. Tại vì người chốt đơn không phải là em đang livestream đâu ạ, mà là các bạn ở bên shop em sẽ chốt đơn cho các chị nha, nên là các bạn ấy sẽ không biết được cái sản phẩm đâu, để tránh tình trạng nhầm đơn cho các chị thì các chị vui lòng comment rõ tên sản phẩm giúp em nha. Áo trắng viền đỏ nha các chị ơi, áo trắng viền đỏ kèm với quần Q34 size L nha. Q34 size L và số điện thoại nha. Nào, có chị nào thích cái quần mà em đang mặc nữa không nào? Có mã sản phẩm là Q34 kèm với size và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Áo có giá 89.000 khi mua lẻ nha các chị ơi. Áo có giá 89.000 này, có màu đen này, màu xanh rêu, màu hồng và màu áo đỏ, áo trắng viền đỏ nha các chị ơi. Dạ vâng, ok, em sẽ giơ lại ba lô cho các chị xem nha. Đây nha, ba lô màu đen này, màu đen này, màu đen này, màu kẻ này, màu ghi tối này, ghi tối nha các chị ơi, cực kỳ xinh luôn. Đây là bên em là do vận chuyển hàng nên nó bị méo, các chị về đựng đồ lên là nó lại dáng nó đẹp bình thường luôn nha. Đây là màu nâu đậm nha, chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em. Quần trước mã bao nhiêu shop? Quần trước có mã sản phẩm là Q32 nha. Nếu chị lấy thì vui lòng comment giúp em là Q32 nha. Q32 kèm với size và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Q32 kèm với size và số điện thoại nha. Các bạn ơi, các bạn hãy nhớ rằng là bên em chỉ cần có số điện thoại, mã sản phẩm, mã sản phẩm kèm với size và số điện thoại thì bên em sẽ lập tức cập nhật đơn hàng trên hệ thống. Đơn hàng bên em không phải là chốt tay nha các chị ơi, không cần là phải là chốt tay nữa, các chị chỉ cần comment theo đúng cú pháp là bên em đã chốt đơn thành công rồi đấy ạ. Trang Bi ơi, bạn đang hỏi cái gì đấy ạ? Bạn đang hỏi túi mình đang đeo có giá là 99.000, nếu bạn nào lấy thì vui lòng comment giúp em nha. Nếu bạn nào lấy thì vui lòng comment giúp em là túi Gucci kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công này. Và cái cả set đen đang mặc chỉ
chỉ có giá là 101, anh em chỉ có giá là 220.000 thôi nha. Cả set chỉ có giá 220.000. Nếu chị nào lấy thì vui lòng cảm ơn cho em là set 220 nha. Set 220 nha. Kèm với màu áo và size quần nha. Set 220 kèm với màu áo và size quần và số điện thoại bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Nha các chị ơi, màu áo có rất là nhiều màu, đó là màu đen này, màu xanh rêu, áo trắng viền đỏ nha, áo trắng viền đỏ và màu hồng nha các chị ơi. Áo như mình thì bạn vui lòng comment là áo 89 kèm với màu và số điện thoại nha. Áo 89 kèm với màu và số điện thoại nha bạn ơi. Ba lô có vừa ống kính nha chị ơi. Có vừa ống kính nha, tại vì ba lô rất là rộng luôn nha các chị ơi. Ba lô rất là rộng luôn nha. Có chị nào thích cái sản phẩm này mà em đang mặc vui lòng comment set 220, cả set chỉ có giá 220.000 thôi nha. Cả set chỉ có giá 220.000. Nếu lấy thì vui lòng comment cho em là set 220 kèm với màu áo và size quần, bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công. Thắt lưng là thắt lưng Gucci nha chị ơi. Thắt lưng Gucci có giá 60.000. Túi Gucci có giá là 99.000. Chị nào lấy thì vui lòng comment theo đúng mã sản phẩm giúp em nha các chị ơi. Mã sản phẩm kèm với số điện thoại bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha. Bây giờ em sẽ lên một cái set cực kỳ xinh cho các chị xem nha. Set này cực kỳ xinh luôn. Bây giờ em sẽ đi đổi mẫu trong thời gian. Đi đổi mẫu thì các chị vui lòng đừng lờ giờ livestream của em nha. Và các chị hãy chia sẻ giúp em đi hải. Hãy chia sẻ và đẩy mức view lên giúp em nha. Chia sẻ để được mua hàng giá. Tắt rồi. Rồi các chị ơi, áo trắng viền đen bên em hết rồi. Chỉ có áo trắng viền đỏ đấy nha. Vui lòng chia sẻ like giúp em đẩy mẫu nhà em lên mẫu mới nào. Quần của mẫu nhà em vừa mặc là Q34 nha các chị nha. Có giá là 149.000. Ba cái mẫu quần vừa xong bên em đều có giá là 149.000. Khi nào chị nào chia sẻ live stream nha. Túi của mẫu đeo là túi Gucci. Bạn nào lấy túi Gucci vui lòng comment giúp mình nào. Túi Gucci trắng hoặc túi Gucci đen kèm số điện thoại để bên mình chốt đơn cho các bạn. Mẫu này với giá 99.000 cho chị nào chia sẻ like. Túi Gucci trắng hoặc túi Gucci đen 99.000 nha các chị ơi, 99.000. Vui lòng chia sẻ like giúp em để mua cái túi Gucci này với giá là 99.000 nha các chị nha. Túi Gucci 99.000. Chị Nhi Nhi yêu. Ok chị nha. Ok chị Thanh Tuyền Đoàn nha. Kiều Anh ơi, em lấy màu trắng là em lấy cái gì màu trắng? Vui lòng comment tên sản phẩm kèm số điện thoại để bên chị lên đơn hàng thành công. Chỉ cần comment một lần thôi nha. Chỉ cần comment một lần giúp mình thôi nha là đơn hàng của các chị sẽ được lên đơn hàng thành công rồi đấy ạ. Bên em chốt đơn hàng trên hệ thống nha các chị nha, chứ không là viết tay đâu, nên là các chị yên tâm và không bao giờ bị ẩn bình luận luôn. Và đây, bên em chuẩn bị lên một cái set áo cầu áo 7 màu rồi. Có 3 màu. Bên em có một áo cầu vàng. Chưa ok nữa ạ. Có đi được đâu. Tại ra muộn. Treo cho chị cái áo hồng lên móc nè. Tâm. Rồi các chị ơi, đây là cái áo mẫu nhà em đang mặc xả với giá là 89.000, 150.000 và xả với giá 89.000 cho chị nào nhanh tay chia sẻ like. Mua cái áo này với giá 89.000, có rất là nhiều màu này, màu xanh lá này, màu đen này, màu trắng viền đỏ này và màu gì nữa nhỉ? Màu hồng, quá là đẹp đúng không ạ? Chỉ cần chia sẻ like mà đã mua được một cái áo với giá là 89.000 rồi. Vui lòng comment giúp em nào, áo hồng 89 này, áo trắng 89 này, áo đen 89 này hay áo xanh 89 kèm số điện thoại để bên em có thể chốt đơn hàng cho các chị với giá là 89.000. Thắt lưng Gucci mẫu của em đang đeo chỉ có giá là 60.000 thôi các chị ơi. Đen hợp hơn. Áo 7 màu nhà em nha. Phải áo 7 màu không? Áo 7 màu các chị ơi, bên em áo 7 màu này thì màu nó linh tinh lắm nên em không thể nào chọn màu chuẩn cho các chị được. Thế nên là các chị ơi sẽ ngẫu nhiên màu nha. Áo 7 màu chỉ mình có giá là 120.000 thôi. Chị nào lấy thì vui lòng cảm ơn giúp em là áo 7 màu nha. Quần em đang mặc có mã sản phẩm là Q00 cũng chỉ có giá 149.000 thôi nha. Áo này chút nữa mẫu nhà em sẽ mặc dấu quần cho các chị xem, cực yêu luôn áo này dấu quần với những chị mà dưới 1m6 nhỉ. Dưới 1m6 có thể mặc dấu quần cái mẫu này nha các chị ơi. Dưới 1m6 này có thể mặc cái mẫu dấu quần. Áo em đang mặc chỉ có giá 120.000. Chị nào đấy thì vui lòng comment giúp em là áo 7 màu nha. Nó
chỉ khác một xíu là ở cái viền trên này nó khác màu một xíu thôi nha chị ơi này. Các chị sẽ được chọn ngẫu nhiên nha. Các chị chỉ cần comment là áo 7 màu thì bên em sẽ chọn ngẫu nhiên màu cho các chị. Tại vì rất là nhiều màu bên em sẽ không gọi được cú pháp đặt hàng đâu. Chỉ cần comment là áo 7 màu kèm số điện thoại bên em sẽ chốt đơn. Quần là Q00 nha các chị nha. 3 size SML từ 38 đến 55 cân mặc vừa. 55 cân vui lòng cao trên 1m6 giúp em. Quần chỉ có giá 149.000. Chị nào đến thì vui lòng comment giúp em là Q00 nha. Q00 kèm với size và số điện thoại bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công này. Thắt lưng Gucci có giá 60.000. Chị nào lấy thì vui lòng cảm ơn giúp em là thắt lưng Gucci kèm với số điện thoại bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Hả? Ok chị Vân Nhi nha. Chị Mân Hiền ơi, nếu mà lấy cái đơn hàng này thì vui lòng comment giúp em áo 7 màu kèm số điện thoại để bên em chốt đơn cho các chị nha. Set áo cổ trúc cơ hở vai, chân váy 2 tầng không? Chân váy 2 tầng làm gì có cổ trúc cơ nhỉ? Cổ trúc cơ là áo ngọc đấy. Áo ngọc nhưng đây lại với chân váy 2 tầng à. Cái chân váy 120 hay chân váy cúc gì đó đúng không? Bên mình còn nha, nhưng mà màu thì mình cũng không rõ chính xác đâu. Quần của mẫu đang mặc là Q00 và có giá là 149.000 khi chị nào chia sẻ like nha. Q00 nha. Quần chỉ có giá là 149.000. Chị nào lấy thì vui lòng comment cho em là Q00 kèm với size nha. Quần có form cân nặng từ 38 cân đến 55 cân đổ lại. Và 55 cân thì vui lòng cao trên 1m6 cho em nha. Áo em đang mặc có form cân nặng từ 38 cân đến 65 cân đổ lại. Các chị vẫn có thể mặc được nha. Chỉ có giá là 120.000 thôi. Cực kỳ xinh luôn nha. Chất cực kỳ mát luôn nha các chị ơi. Cái form này mình có thể mặc số quần cũng cực kỳ yêu luôn. Tí nữa em sẽ lên với mẫu quần short cho các chị xem nha. Quả áo chỉ có giá 120.000 và quần có giá là 149.000. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là Q00 kèm với size và số điện thoại bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Q00 kèm với size và số điện thoại bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Chỉ có giá 149.000, áo có giá 120.000 nha các chị yêu ơi. Váy vàng sau bao nhiêu tiền? Váy vàng đằng sau bao nhiêu chị nhỉ? Váy lơ Vậy nào chị nào lấy cái mẫu mà em đang mặc thì cái mẫu váy nơ kia thì vui lòng comment giúp em là váy nơ nha. Có giá là 150.000. Tí nữa em sẽ lên thử cái mẫu đi cho các chị xem cực kỳ xinh luôn. Chỉ có giá 150.000 thôi nha. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là váy nơ. Có mấy màu nữa chị? Váy nơ nha. Váy nơ có 4 màu nha các chị ơi. Chỉ có giá 150.000 thôi này. Đây Hà Gia Gia, chất cực kỳ đẹp luôn nha các chị ơi. Chất siêu mát luôn, cực kỳ đẹp luôn. Chỉ có giá 150.000. Chỉ có giá 150.000. Có form cân nặng từ 38 cân đến 57 cân đổ lại. Và 57 cân thì vui lòng cao trên 1m6 rồi em nha. Có 4 màu nha các chị ơi. Đó là màu đen này, màu đen, màu vàng, màu đỏ nha, đen, vàng, đỏ, hồng nha. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là váy nơ kèm với màu và số điện thoại bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha. Dạ vâng, ok, em đã thấy chốt đơn nào của chị Loan Lê rồi nha. Quần có giá 149.000 nha Ngân Nhi ơi. Nếu bạn lấy thì vui lòng comment giúp mình là Q00 kèm với size và số điện thoại bên mình sẽ lên đơn hàng thành công nha. Q00 kèm với size và số điện thoại bên mình sẽ lên đơn hàng thành công. Shop mình ở 56 Lương Thế Vinh nha bạn ơi. Áo chị đang mặc em đấy size to nha, ok. Nguyễn Huệ Nhi, áo này free size luôn nha. Free size có form cân nặng từ 38 cân đến 60 cân, 65 cân đủ lại nha Nguyễn Huệ ơi. Chị ơi, mẫu thử váy có nơ đen ở vai chưa ạ? Nơ đen ở vai là mẫu nào nhỉ? Chưa nha, màu đấy nhà mình chưa like nha. Váy hoa còn nha chị Hường Cherry ơi. Nếu chị lấy thì vui lòng comment giúp em là váy hoa 120 nha. Váy hoa 1K20 kèm với màu và số váy hoa 120 kèm với số điện thoại bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Kính có giá 90.000 nha Phương Thu ơi. Nếu bạn lấy thì vui lòng comment giúp mình là K3 hồng kèm với số điện thoại bên mình sẽ lên đơn hàng thành công. K3 hồng kèm với số điện thoại bên mình sẽ lập tức lên đơn hàng thành công. Chỉ có giá 90.000 thôi nha. Có bán thắt lưng không? Có bán thắt lưng luôn nha Ngân ơi. Nếu Ngân lấy thì vui lòng comment giúp mình là thắt lưng Gucci kèm với số điện thoại bên mình sẽ lên đơn hàng thành công. Chỉ có giá là 60.000 thôi. Có váy body đi tiệc không ạ? Váy đi tiệc thì nhà mình có, nhưng mà váy body thì chắc là váy body thì cái mẫu váy đấy mình không biết là các bạn có thể tùy từng bạn, các bạn có thích mặc đi tiệc hay không nha. Thấy em không? Có thấy bạn nha Lê ơi. Ok nha, thấy em không? Có thấy Yến nha. Có thấy bạn nha Linh ơi. Bộ set vàng còn không chị? Set vàng à? Set vàng là cái set nào nhỉ? Trời ơi, nhà mình nhiều mẫu màu vàng lắm luôn, bây giờ không nhớ nổi. Màu vàng là cái áo có chữ đấy đúng không ạ? Áo có
chữ màu vàng đấy, hiện tại không biết bên mình còn không nữa. Thắt lưng Gucci ok, K3 hồng ok, mày lấy trước đơn hàng của chị nha. Lấy thắt lưng luôn nhé. Chị ơi, nếu mà chị Loan Lê lấy thắt lưng thì chị vui lòng cảm ơn giúp em là thắt lưng Gucci nha. Thắt lưng Gucci kèm với số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Chị ơi, kính em đeo ở trên livestream sẽ đeo lại gần cho chị xem này, cực kỳ đẹp luôn, em thề với chị luôn, cực kỳ đẹp luôn. Cái mẫu bên này em bây giờ chỉ còn duy nhất màu hồng thôi, cực kỳ đẹp luôn, chỉ có giá 90.000. Và em thề với các chị là đeo nó không hề bị chói mắt một tí nào. Nếu mà cái kính rẻ tiền thì thường thường đeo sẽ bị chói mắt đúng không ạ? Nhưng mà kính bên em đeo không hề luôn nha. Thấy em không có thấy kim hồng nha. Quần bao nhiêu vậy chị? Quần có giá 149.000. Bạn nào lấy thì vui lòng comment giúp em mình nha. Chị chốt áo em. Dạ vâng ok, chị ơi chị lấy áo em đang mặc thì vui lòng comment theo đúng cú pháp đặt hàng giúp em là áo 7 màu nha. Chị vui lòng comment lại giúp em nha. Áo 7 màu nha. Áo 7 màu kèm với số điện thoại nha chị ơi. Áo 7 màu kèm với số điện thoại nha. Chị nào vừa lấy nhỉ? Chị Huệ ơi, chị comment vui lòng comment lại giúp em là áo 7 màu nha. Đây sẽ đứng lên cho các chị xem này một chút. Chị em sẽ đứng lên cho các chị xem cái form này cực kỳ nhau luôn. Áo giá 120.000. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là áo 7 màu kèm với số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Quần em đang mặc có giá 149.000, có mã sản phẩm là Q00 nha, đủ 3 size M, L, quần hàng xuất co giãn nhẹ nha. Quần hàng xuất co giãn nhẹ có giá 149.000, đủ 3 size M, L. Chị nào lấy thì vui lòng comment là Q00 kèm với size và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công này. Thắt lưng em đang đeo là thắt lưng Gucci nha các chị ơi, thắt lưng Gucci có giá 60.000. Túi em đang đeo là túi Gucci cũng chỉ có giá là 99.000 và hai màu là màu trắng và màu đen nha. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là túi Gucci kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Túi Gucci kèm với màu và số điện thoại nha. Hàng ơi, inbox bên mình luôn trong tình trạng quá tải nha hàng ơi. Nếu mà bạn bên mình chưa check inbox được cho bạn thì bạn cứ vui lòng chờ đợi nha. Tại vì bên mình luôn trong tình trạng quá tải và bên mình sẽ cố gắng check hết inbox của các bạn nha. Áo 7 màu, có quần jean ống rộng không bạn ơi? Dạ không có nha chị Phương ơi. Quần jean ống rộng bên em hiện tại đã không còn hàng luôn nha. Có quần baggy khác không ạ? Có quần baggy khác, nhà mình đã like từ mẫu đầu livestream bây giờ. Có mấy mẫu quần baggy rồi đấy ạ. Đổi mẫu đi ok chị đổi hàng nha. Nào còn chị nào chốt cái mẫu áo 7 màu này nữa không thì vui lòng comment giúp em nha. Túi bao nhiêu? Túi có giá 99.000 nha An Nhiên ơi. Túi có giá 99.000 về hai màu đó là màu trắng và màu đen nha. Chị ơi, Gucci này, cái túi cái thắt lưng Gucci này là Gucci bản bé nha. Nếu mà bản to thì lại là cái bản to thì nhìn nó sẽ không được đẹp nha chị ơi. Đây em sẽ gọi lại gần cho chị xem này, cực kỳ đẹp luôn, chuẩn luôn nha các chị ơi, chuẩn luôn này. Và cái chất của nó là cái chất da mịn nha các chị ơi, chất da mịn luôn, chỉ có giá 60.000 thôi nha. 60.000 này cực kỳ yêu luôn, cực kỳ đẹp nha, chuẩn. Nhà em bao chất bao giá toàn quốc cái thắt lưng này luôn nha các chị ơi. Bao chất bao giá toàn quốc luôn, chỉ có giá 60.000 thôi nha. Thấy không? Mình có thấy kim hồng nha. Có chị nào vừa chuyển khoản cho tôi này. Áo em mặc bán không có bán luôn nha chị Huyền Bùi ơi. Áo em đang mặc có giá là chỉ là 120.000. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là áo 7 màu nha. Áo 7 màu kèm với số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Có form cân nặng từ 38 cân đến 65 cân đổ lại đều ok nha chị ơi. 38 cân đến 65 cân đổ lại. Bây giờ em sẽ lên một cái set mới cực kỳ xinh luôn nha. Chị nào lấy thì hãy nhanh tay comment giúp em là set 170 nha. Em mặc đã lên đảm bảo yêu luôn nha chị ơi nào. Trong thời gian đi đổi mẫu thì vui lòng các chị đồng giờ livestream của em nha. Áo em mặc có bán luôn nha, túi đeo có giá 99.000. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là túi Gucci. Túi Gucci kèm với màu và số điện thoại, có hai màu đó là màu trắng và màu đen nha. Túi Gucci kèm với số điện thoại, bên em chỉ bán túi Gucci với giá là 99.000 thôi nha các chị ơi. Có mặc nha chị Huyền Bùi ơi, áo em mặc có giá là 99.000, à nhà 120.000 em xin lỗi các chị nha, 120.000. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là áo 7 màu kèm với số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha. Áo 7 màu kèm với số điện thoại chỉ có giá 120.000 thôi nha. Bây giờ em sẽ lên cái set này nha các chị ơi. Ok chị Huyền Bùi nha, em nhìn đơn hàng của chị rồi ạ. Chị Trung Sky ơi, bộ mẫu em mặc cái áo là có giá là 120k nha, quần có giá là 149.000 nhá. Ok chị Ngân Nhi nha, em nhìn đơn hàng của chị rồi ạ. Các chị ơi, các chị đặt hàng comment cho đúng cú pháp là tên sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại thì bên em sẽ chốt đơn cho các chị nhanh nhá. Các chị chờ mẫu nhà em đi thay một mẫu mới ạ. Em có thấy chị nha, bé nhỏ nha. Chị Ngọc Linh ơi, quần bò vừa rồi có giá là 149 nha chị nha. Chị Lê Thị Giang ơi, em có thấy chị nha. Vì là mẫu nhà em đứng ở xa nên là
là không thể trả lời hết comment của các chị nha, các chị thông cảm nha. Chị Ngân Nhi ơi, chị đặt hàng từ bao giờ ạ? Nếu như mà bên em có nhân viên gọi đến cho đơn cho chị á, thì đơn hàng của chị sẽ đi ngay trong ngày hôm đó chị nha. Chị Mai Thị Hồng Nhung ơi, chị đặt hàng cho em xin số điện thoại với ạ. Phải có số điện thoại thì bên em mới cho đơn cho các chị được nha. Các chị lưu ý đặt hàng có muốn đúng cú pháp chị nha. Phải có số điện thoại thì bên em mới cho đơn cho các chị được ạ. Chị Ninh Phương ơi, áo 3 màu gọi là áo áo 7 màu chị nha. Có giá là 120k chị nha. Ok chị Kim Hồng nhá. Em nhìn đơn hàng của chị rồi ạ. Nào, có chị nào thích cái set mà em đang mặc không ạ? Cái set này cực kỳ xinh và em nói em nói giá ra các chị thế rất là thích luôn nha. Cả set luôn chỉ có giá là 170.000 thôi. Có form cân nặng là từ 38 cân đến 55 cân. Và chị nào 55 cân thì vui lòng cao chị 1m6 giúp em nha. 55 cân vui lòng cao chị 1m6 giúp em nha các chị ơi. Set này chỉ có giá 170.000. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em. Set em đang mặc là set đen này, set đen 170 nha. Còn đây là set màu kem cũng có giá 170. Các chị vui lòng comment màu giúp em nha. Kèm màu giúp em là set đen 170 này và set kem 170 nha. Chỉ có giá 170.000. Cực kỳ xinh, em sẽ kéo kiếng lên cho các chị xem nha. Kiếng lên mình đeo giày cao lên cực kỳ đẹp luôn nha chị ơi. Cả set áo da da, hàng da da chuẩn Denmark luôn. Áo da da, hàng chuẩn Denmark luôn. Và chân váy ren nha. Chân váy ren, chân váy ren cực kỳ đẹp luôn. Chất cực kỳ đẹp luôn nha các chị ơi. Chị có chứ đứng luôn lên ghế đỡ phải đeo ren. Đứng lên ghế luôn. Cả set chỉ có giá 170.000, cực kỳ đẹp luôn. Chị nào lấy thì vui lòng comment cho em là set 170 nha. Chị nào lấy thì vui lòng comment cho em là set 170 nha chị ơi. Chị Tường Vi ơi, chị đang hỏi áo nào đấy chị? Chị Linh Phương ơi, áo 7 màu có giá là 120k nha. Em chào chị bánh bao nha. Nào, có chị nào lấy cái set này thì vui lòng comment giúp em là set 170 nha. Set 170, set em đang mặc là set đen nha. Chị nào lấy thì vui lòng comment là set đen 170. Kèm với số điện thoại bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Set này có 2 màu đó là màu đen và màu kem này. Chị nào lấy màu thì vui lòng comment giúp em là set 170 kèm với màu và số điện thoại bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha. Set 170 kèm với màu nha. Cực kỳ xinh luôn, có form cân nặng từ 38 cân đến 55 cân đổ lại. Và chị nào 55 cân thì vui lòng cao chị 1m6 giúp em nha. Cực kỳ xinh luôn đúng không nào các chị ơi. Chỉ có giá là 170.000 cả set áo da da, hàng chuẩn tem mắc luôn. Và chân váy là chân váy ren, chất ren đẹp luôn nha các chị ơi. Áo màu bao nhiêu? Áo màu có giá là 120.000. Chị lấy thì vui lòng comment giúp em là áo 7 màu kèm với số điện thoại bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha. Áo 7 màu kèm với số điện thoại chỉ có giá 120.000 thôi nha chị ơi. Có thấy bạn nha bạn ơi. Mình có thấy bạn nha Kim Hồng ơi. Nào có bạn nào lấy cái set mình đang mặc nó không thì vui lòng comment là set 170 nha. Set 170 kèm với màu và số điện thoại bên mình sẽ lên đơn hàng thành công. Về hai màu đó là màu đen và màu kem nha. Về hai màu đó là màu đen và màu kem chỉ có giá 170.000. Áo hàng da da chuẩn đen mắc và chân váy ren cũng là chân hàng đẹp luôn nha các chị ơi. Cực kỳ xinh luôn. Áo này mình có thể mặc với quần short, mặc với quần jean vẫn ok. Và chân váy mình có thể kết hợp với lại những cái màu áo khác nha chị ơi. Mình có thể kết hợp với các mẫu khác nha. Chỉ có giá là 170.000 cả set thôi. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là set 170 nha. Set 170 kèm với màu và số điện thoại bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công. Set 170 kèm với màu và số điện thoại nha các chị ơi. Áo này mặc chế mai được không? Áo này các chị có thể mặc cổ tiên như thế kia cũng được, mà mặc trễ vai như em đang mặc cũng đều ok nha chị ơi. Mặc áo cổ vuông như thế kia và mặc trễ vai như thế này cũng vẫn xinh nha. Chỉ có giá là 170.000 thôi. Chỉ có giá là 170.000 cả set thôi nha các chị ơi. Có hai màu đó là màu đen và màu kem nha. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là set 170 kèm với màu và số điện thoại bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Set 170 kèm với màu và số điện thoại quá là rẻ và quá là đẹp luôn đúng không ạ? Chỉ có 170.000 mà mình có thể mua được hai món đồ quá là rẻ và quá là đẹp luôn. Em thấy chị nha, chị Nana Phương nha. Chị Hồng Như Nguyên ơi, shop em ở 56 Lương Thế Vinh này, phố Thái Nguyên chị nhá. Váy vàng đằng sau ạ? Váy vàng đằng sau, tí nữa em sẽ lên cái mẫu đấy nha các chị ơi. Tí nữa em sẽ lên cái mẫu đấy cho các chị xem nha. Nào có chị nào lấy cái set này em đang mặc thì vui lòng comment theo đúng cú pháp đặt hàng giúp em nào. Set 170 kèm với màu và số điện thoại nha các chị yêu ơi. Cực kỳ xinh và cực kỳ đẹp luôn. Quá là đẹp. Mặc cái mẫu này mình mặc đi tiệc hoặc là đi chơi vẫn đều ok này. Chỉ có giá 170.000 thôi. Chị chuyển khoản rồi nhé. Ok chị Vân Nhi ạ. Ok chị Vân Nhi nha. Nào có chị nào lấy cái mẫu này mà em đang mặc không thì vui lòng comment. Nếu không là
có thể chuyển ra mẫu khác ngay bây giờ nhá chị yêu ơi. Nếu không có chị nào đặt hàng thì vui lòng em sẽ bây giờ em sẽ chuyển mẫu ngay nhá. Set này chỉ có giá 170.000, có phong cân nặng từ 38 cân đến 55 cân đổ lại. Và 55 cân vui lòng cao chỉ 1m6 giúp em nha. Cực kỳ xinh luôn, chỉ có giá 170.000, quá là rẻ và quá là đẹp. Hàng áo da chuẩn Denmark và chân váy là chân váy gen, hàng chất đẹp luôn nào chị ơi. Cả set chỉ có giá 170.000, quá là rẻ và quá là đẹp đúng không nào? Chị món hàng ơi, chị đặt hàng cho em xin số điện thoại với ạ. Các chị đặt hàng có muốn được đúng cú pháp là tên sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại thì bên em mới chốt đơn cho các chị được nha. Hôm nay bên lúc mẹ còn chưa hay còn à, chị Hồng Nhung Nguyên ơi, nhà em shop em là shop Sú Vani ở 56 Lương Thế Vinh, thành phố Thái Nguyên chị nhá. Nhà còn chị nào lấy cái set này nữa không ạ? À? Nếu không lấy thì em sẽ, nếu không có chị nào chốt đơn thì bây giờ em sẽ chuyển sang một cái mẫu váy đính nô đằng sau nha. Váy nô đằng sau nhá chị ơi. Nào chị nào lấy cái set này thì vui lòng comment giúp em là set 170 kèm với màu nha. Có màu đen và màu kem nha các chị ơi. Cực kỳ xinh luôn, form cân nặng từ 38 cân đến 55 cân. Và 55 cân thì mình vui lòng cao chỉ 1m6 giúp em luôn nha. Chỉ có giá 170.000. Em sẽ quay được sau cho các chị xem nha. Cực kỳ xinh luôn các chị em ơi. Cực kỳ xinh luôn này. Cái cổ của nó cực kỳ xinh luôn. Chỉ có giá là 170.000 thôi. Chỉ có giá 170.000 cả set nha. Đầm vàng có giá 150.000. Bây giờ em sẽ lên cái mẫu đầm vàng cho các chị xem nha. Bây giờ em sẽ lên cái mẫu đấy nha các chị yêu ơi. Ok chị ngon hàng nghe em nhìn đơn hàng của chị rồi ạ. Ok Linh Linh nha, ok Linh Linh nha, mình sẽ lên cái mẫu luôn. Mình sẽ lên cái mẫu máy nó để chút nha. À, chị Lan Anh Nhi ơi, nhà em không có set quần ống rộng đâu chị nhá. Các chị ơi, các chị đặt hàng có một nơi đúng cú pháp là tên sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại thì bên em sẽ chốt đơn cho các chị nha. Phải có số điện thoại thì bên em mới chốt đơn cho các chị được nha. Các chị chờ mẫu nhà em đi thay một mẫu mới nha. Váy set chân canh nhà em mặc có giá là 170k. Thay cái váy màu lên. Váy hơi hơn chuẩn mặc ấy. Thay màu lên. Thay màu đen lên. Cao chỉ 1m6 giúp em.
chỉ có giá là 150.000 thôi, cực kỳ đẹp luôn. Áo đấy chỉ có màu trắng thôi. Có bán túi nha hàng ơi, có bán túi luôn. Túi có giá 115.000 nha. 115.000, bạn nào lấy thì vui lòng comment giúp mình là ba lô ong nha. Ba lô ong kèm với màu và số điện thoại bên mình sẽ lên đơn hàng thành công, chỉ có giá 115.000 thôi, quá là đẹp luôn nha. Ba lô ong kèm với số điện thoại bên mình sẽ lên đơn hàng thành công, chỉ có giá 115.000. Có 4 màu này, có là màu đen này, màu kẻ nha, đen kẻ này, màu ghi tối và màu màu ghi tối và màu nâu đậm mình đang đeo nha. Đây nha, túi Gucci đây nha. Túi Gucci này vẽ hai màu trắng đen cực kỳ đẹp luôn. Chất cực kỳ đẹp luôn, vẽ hai màu trắng đen. Bạn nào lấy thì vui lòng comment giúp mình là túi Gucci nha. Vui lòng comment giúp mình là túi Gucci kèm với màu và số điện thoại bên mình sẽ lên đơn hàng thành công nha. Cảm ơn Phương Phú rất là nhiều luôn nha. Cảm ơn Phương Phú rất là nhiều luôn nha. Nào, bạn nào lấy cái váy mà mình đang mặc thì vui lòng comment giúp mình nào. Vui lòng comment giúp mình là váy nơ kèm với màu và số điện thoại bên mình sẽ lên đơn hàng thành công nha. Váy nơ kèm với màu và số điện thoại chỉ có giá là 150.000 thôi. Váy nơ kèm với màu và số điện thoại bên mình sẽ lên đơn hàng thành công, chỉ có giá 150.000. Về 4 màu nha chị yêu ơi, đó là màu vàng, màu hồng, màu đỏ, màu đen nha. Vàng, hồng, đỏ, đen chỉ có giá 140.000. Và mỗi chiếc chỉ mỗi màu chỉ có duy nhất 3 chiếc thôi nha các chị yêu ơi. Mỗi màu chỉ có duy nhất 3 chiếc thôi. Túi Gucci bao nhiêu? Túi Gucci chỉ có giá 99.000 thôi. Bạn nào lấy thì vui lòng comment giúp mình là túi Gucci kèm với màu nha. Túi Gucci kèm với màu và số điện thoại bên mình sẽ lên đơn hàng thành công nha. Cảm ơn Phương Phương rất là nhiều luôn nha. Mong rằng là bạn sẽ ủng hộ shop mình bên mình dài dài luôn nha. Bên mình hứa rằng là sẽ luôn cung cấp cho các bạn những cái sản phẩm giá cả hợp lý và chất lượng đều ok luôn nha. Giá cả hợp lý và chất lượng đều ok. Bên mình sẽ hứa rằng sẽ mang đến cho các bạn rất là nhiều sản phẩm ưng ý luôn nha các bạn ơi. Nào, các bạn nào thích cái mẫu váy mà mình đang mặc nó không thì vui lòng comment giúp mình nào. Váy nơ kèm với màu và số điện thoại bên mình sẽ lên đơn hàng thành công. Váy nơ kèm với màu và số điện thoại nha, chỉ có giá là 150.000 thôi. Có 4 màu, đó là màu đỏ, màu vàng, màu hồng và màu đen nha. Đỏ, vàng, hồng, đen chỉ có giá 150.000 thôi. Hàng ra ra chuẩn tem mát luôn nha. Bạn nào lấy thì nhanh tay lên đơn hàng giúp mình nha. Em chào chị Dương Thảo nha. Nguyễn Hồng Vân ơi, nếu mà bạn lên đặt hàng bên mình rồi thì bên mình đã trên hệ thống đã cập nhật đơn hàng của bạn rồi nha. Váy nơ free size luôn, từ form cân nặng từ 38 cân đến 55 cân đổ lại, và 55 cân thì vui lòng cao cho 1m6 giúp em nha. 38 cân đến 55 cân đổ lại và 55 cân thì vui lòng cao cho 1m6 giúp em nha. Ok chị Kim Hồng, nghe em hình đơn hàng của chị rồi ạ. Có nha, bây giờ mình sẽ lên một cái set quần áo rất là xinh cho các bạn xem nha. Nào, có chị nào lấy cái váy này nó không thì vui lòng comment giúp em là váy nơ kèm váy màu và số điện thoại. Bây giờ em sẽ lên một cái set quần và áo cực kỳ xinh lên nha các chị ơi. Các chị ơi, set ở trên kênh nhà em mà có giá là 170.000 có hai màu, là set trắng và set đen các chị nha. Các chị đặt hàng có một nơi đúng cú pháp là tên sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại thì bên em sẽ thương cho các chị nha. Các chị đặt hàng set 170 thì có một là set 170 kèm màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ thì bên em sẽ cho luôn cho các chị nha. Em chào chị Thủy Bi nha. Không chị ơi, chị Ngọc Linh ơi, váy vàng như này thì mặc mình da có hơi ngăm ngăm một chút, mặc lên rất là tôn da như thế nhá, nó rất là sáng da chị. Chị Nguyễn Hồng Vân ơi, nếu như mà chị đặt đơn hàng của chị đã có kèm theo số điện thoại á, thì bên em đã tự động cho luôn cho chị rồi nha chị nha. Chị Quốc Toàn Nguyễn ơi, có khi là cái Messenger nhà em á chị ạ, là nó full tin nhắn, nó không thể check tin nhắn ngay hết được, thế nên là chị thông cảm cho bên em với nha. Các chị ơi, nhà em hôm nay mới về lại cái set túi T2 nhá. Set túi T2 này có giá là 130.000 nhá. Có chị nào ưng mẫu túi này không ạ? Chị nào ưng mẫu túi này thì comment là T2 nhá, túi T2 kèm số điện thoại và kèm theo địa chỉ nhá, thì bên em sẽ chốt đơn cho các chị nhá. Chị Hương Liên ơi, shop em ở 56 Lương Thế Vinh, thành phố Thái Nguyên chị nhá. Chị Thủy Vi ơi, ở đầu livestream nhà em, mẫu em đã livestream về áo gì đấy,
áo thun với quần bò chị nhá. Khi nữa thì khi mà kết thúc livestream thì chị có thể quay lại livestream để đặt hàng, để xem rồi đặt hàng cho bên em nhá. Nào có chị nào thích cái mẫu quần này mà em đang mặc không ạ? Chỉ có giá là 140.000 thôi. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là cả set chỉ có giá là 200.000 thôi nha. Cả set chỉ có giá là 200.000 thôi đúng không ạ? Cả set 200.000 đúng không? Cả set chỉ có giá là 199.000 nha các chị ơi. Cả set chỉ có giá 199.000 này. Quần có giá khi bán lẻ có giá 140.000 nha các chị ơi. Quần bán lẻ có giá 140.000 và áo bán lẻ có giá là 90.000 nha. 90.000 áo bán lẻ 90.000, quần bán lẻ có giá là 140.000. Quần quy tròn chất uni hàn luôn, quay máy giặt thoải mái không bị xù luôn nha. Đủ 3 size S, M, L luôn nha. Nào đây là túi T3 mới về à, túi T2 mới về nhà em ngày hôm nay có giá 130.000. Túi T2 mới về ngày hôm nay có giá 130.000 nha các chị ơi. Túi T2 mới về ngày hôm nay chỉ có giá 130.000. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là túi T2 kèm với số điện thoại bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha. T2 kèm với số điện thoại bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha các chị yêu ơi. Áo chị Thúy Vi ơi, bên em có rất là nhiều áo như mẫu mặc nhưng mà màu khác chị nhá. Lấy xem luôn. Áo này có rất là nhiều màu luôn nha các chị ơi. Có rất là nhiều màu luôn nha. Chị đó là màu chị tạ là các tường linh ơi. Túi nhà em có mã là T2 có giá là 130.000 chị nhá. Chị đặt hàng comment là túi T2 kèm màu túi T2 kèm số điện thoại và kèm địa chỉ nhá. Thì bên em sẽ cho đơn cho các chị nhá. Các chị ơi, áo giống như mẫu em mặc đây là màu có màu hồng nhá. Màu hồng này, màu đen này, màu xanh này, thấy chưa? Màu xanh này, màu đỏ, đây là đỏ mận nhá, đây là đỏ đô nhá. Các chị thấy rõ chưa? Áo mua lẻ chỉ có giá 90.000 và quần mua lẻ chỉ có giá 140.000. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là quần quy tròn này, quần quy tròn chỉ có giá 140.000 thôi nha. Khi mua lẻ chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em. Chất uni hàn luôn nha chị ơi, chất uni hàn luôn chỉ có giá 140.000, đủ 3 size SML nha chị ơi. Đủ 3 size SML chỉ có giá 140.000. Chị nào lấy thì vui lòng comment theo đúng cú pháp đặt hàng giúp em là quần quy tròn kèm với size và số điện thoại, bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công. Áo mua lẻ có giá 90.000 và khi mua đôi là có giá 140.000. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là áo mua đôi là chị mua. Khi mua lẻ là có giá là 90.000 nha và khi mua đôi chỉ có giá 140.000 thôi nha. 140.000 đúng không? 150 mà. Em bán là 50 mà, chỉ 140. Ừ, cả hai cái này là 150. Ừ, okay. Em xin lỗi các chị nha. Cả đôi là 150.000 và khi mua lẻ là có giá là 90.000 nha. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là combo đôi nha. Combo đôi kèm với màu và số điện thoại bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Combo đôi kèm với màu và số điện thoại bên em sẽ lên đơn hàng thành công. À chị Kiều My ơi, quần nhà em có size chị nhá, đủ size SML chị nhá. Combo đôi có giá 150.000, chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là combo đôi kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Còn nếu lấy cả set thì vui lòng comment giúp em là set 119 nha. Set 119 các chị có thể tùy chọn màu áo luôn nha. Set 199 em xin lỗi các chị nhá. Set 199 nha các chị yêu ơi. Nếu chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là set 199, các chị có thể chọn màu áo được nha. Túi em đang đeo có cú pháp đặt hàng là T2 kèm với số điện thoại chỉ có giá 130.000 thôi nha. Cả set em đang mặc có giá 199.000, quần 140.000 khi bán lẻ và áo có giá là 90.000 khi bán lẻ nha các chị yêu ơi. Quá là rẻ và quá là đẹp luôn nha. Ok, em cảm ơn chị chocolate nha. Quần này vải đẹp lắm đó, mua đi các bạn nào. Quần rất cực đẹp đúng không ạ? Chị chocolate đã nhận được hàng bên em rồi đúng không ạ? Chất siêu đẹp luôn nha các chị yêu ơi. Chất siêu đẹp luôn và cực kỳ mát luôn và không bao giờ bị xù luôn nha. Chất là chất uni hàn, co giãn thoải mái luôn đây, co giãn thoải mái luôn nha các chị ơi. Nên là các chị mặc sẽ không lo bị nó bị rít ra đâu ạ. Chỉ có giá 140.000 thôi, có đủ 3 size SML nha các chị ơi. Đủ 3 size SML này, khối em đang đeo của cú pháp đặt hàng là T2 có giá 130.000. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là T2 kèm với số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Và khi mà mua cả set chỉ có giá 199.000 nha. Khi mua cả set có giá 199.000, các chị có thể tùy chọn màu áo nha. Các chị có thể tùy chọn màu áo nha. Áo có rất là nhiều màu, đó là màu đen này, màu trắng này, màu đỏ tô này, màu đỏ tươi này, màu hoa xanh và màu hồng nha chị ơi. Nếu các chị lấy cái set 199 thì các chị có thể chọn màu áo nha chị ơi. Và khi nhà em bán combo đôi chỉ có giá là 150.000. Nếu chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là combo đôi này, combo đôi kèm với lại màu áo và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha.
chị Phương Hà ơi, chị lấy set 199 thì vui lòng comment giúp em là set 199 kèm với màu áo và số điện thoại nha chị ơi. Set 199 kèm với màu áo và số điện thoại nha. Set 199 size M, áo màu da. Ok chị Linh Chi, em đã chốt đơn hàng của chị rồi nha. Chị mua hết tất cả cấp. Dạ vâng, em cảm ơn chị Chocolate rất nhiều nha. Chị Chocolate đã ủng hộ bên em rất là nhiều luôn, cảm ơn chị nha. Tại vì hàng bên em thì bán với giá cả hợp lý và chất lượng cũng đều ok nên mới được các chị ủng hộ dài dài như vậy đúng không ạ? Ship tỉnh nhà em 30.000 nha chị ơi. Chị mẫu cao bao nhiêu, mặc size gì vậy? Em cao 1m50 và em đang mặc size S nha chị ơi. Em cao 1m50 và đang mặc size S nha. Áo 58 cân vừa không ạ? Áo 58 cân vừa nha chị ơi, chất co giãn thoải mái luôn này đây. 58 cân được nha, cái áo này có form cân nặng từ 38 cân đến 60 cân các chị vẫn mặc được nha. 38 cân đến 60 cân vẫn mặc được nha. Áo có rất là nhiều màu luôn, nếu mà chị nào lấy cái set em đang mặc thì vui lòng comment là set 199 kèm với màu áo và size quần luôn nha. Set 199 kèm với màu áo và size quần luôn. Còn khi mua lẻ là các chị vui lòng comment là quần khuy tròn nha, chỉ có giá 140.000 khi mua lẻ thôi. Chất uni hàn có đủ 3 size SML. Nếu mà các chị không đặt cái quần này sẽ cực kỳ hối hận bên em đấy ạ. Có rất nhiều chị mua sản phẩm này bên em và đã rất là ưng ý luôn, tại vì cái chất của nó rất là đẹp và mịn luôn nha, và cam kết với các chị là giặt máy giặt sẽ không bị xù luôn. Nào có chị nào lấy cái túi này nhé, em mới về ngày hôm nay có mã sản phẩm là T2 có giá 130.000 thôi nha. Chất da cực kỳ mềm luôn này, chất da cực kỳ mềm luôn nha các chị ơi, chất da cực kỳ mềm luôn, chỉ có giá là 130.000 thôi. Túi mình đang có giá 130.000 nha. Set 199 chị Hồng Thoa ơi, chị vui lòng comment lại giúp em là set 199 kèm với màu áo và size quần luôn nha, để bên em dễ lên đơn hàng cho chị hơn nha. Set 199 kèm với màu áo và size quần nha chị ơi, màu áo và size quần giúp em luôn nha. Dạ vâng, ok chị Kem, đúng rồi đấy ạ, đúng cú pháp đặt hàng bên em rồi đấy ạ. Còn set khác không sốc, có rất là nhiều set nhà em đã like từ đầu đến bây giờ luôn nha chị Trâm Anh ơi. Nếu mà chị lấy, chị có thể chờ khi kết thúc livestream nhà em lướt lại và chụp ảnh màn hình inbox bên shop em nha chị ơi. Quần trắng còn không ạ? Quần trắng bên em đang tạm thời hết hàng nha chị ơi. Hương Bi ơi, bạn đang hỏi cái gì đấy ạ? Túi hàng gì đấy ạ? Set 199 áo màu nu và dạ vâng, ok chị Yến Nghi nha, đứng xa em xem quần cái ạ. Ok nha. Nào các chị yêu ơi, chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là set 199 nha. Set 199 kèm với lại size quần và màu áo nha. Set 199 kèm với size quần và màu áo luôn nha. Set 199 khi mua lẻ thì các chị vui lòng comment giúp em là quần quy tròn này. Quần quy tròn có giá 140.000 và áo có giá 90.000 khi mua lẻ đó chị yêu ơi. Áo có rất là nhiều màu, thoải mái cho chị lựa chọn luôn. Áo có rất là nhiều màu, form quần của bên em là có đủ 3 size SML luôn, và chất là chất uni hàn nha chị ơi. Chất là chất uni hàn, túi có mã sản phẩm là T2 kèm với số điện thoại nha, chỉ có giá 130.000 thôi ạ. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là T2 kèm với số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Còn lấy quần thì vui lòng comment là quần quy tròn có giá 140.000 kèm với size và số điện thoại nha. Áo có giá 90.000 khi mua lẻ nha chị ơi. Áo có rất là nhiều màu áo luôn nha các chị yêu ơi. Nếu mà chị nào lấy cái set 199 của em thì các chị có thể tùy chọn màu áo đấy ạ. Set 199 có thể tùy chọn màu áo, đó là áo có màu đen này, màu trắng này, màu đỏ đun này, màu đỏ tươi này, màu xanh và màu hồng nha chị yêu ơi. Có rất là nhiều màu đúng không nào, chỉ có giá 190.000 thôi, và khi mua combo là áo chỉ có giá 90.000 và khi mua combo là chỉ có giá 150.000 hai chiếc thôi nha, các chị có thể tùy chọn màu của mình đấy ạ. Cả set em đang mặc chỉ có giá là 199.000 thôi nha, chỉ có giá 199.000 thôi, quá là rẻ và quá là đẹp đúng không nào. Quần thì em bao chất cho các chị luôn, cả set quần áo có 200.000 thì các chị còn đắn đo cái gì nữa ạ. Cả set có 200.000 quá là rẻ luôn, và em cam kết với các chị là quần bên em chuẩn form dáng luôn, chuẩn form dáng luôn, và chất là chất uni hàn luôn các chị nha. Mình giặt máy giặt không bao giờ lo bị xù luôn nha. Áo có giá 90.000 khi bán lẻ, và mua cả set của em chỉ có giá 199.000, quần đủ 3 size SML luôn nha. Ok, đã cho thấy chốt đơn hàng của chị Khánh Ngọc rồi nha. Các chị có thích set này à? Chị ơi, quần của em có đủ 3 size SML đấy nhá. Nếu mà chị lấy cái set của em đang mặc thì vui lòng comment giúp em là set 199 này kèm với màu áo và cân nặng chiều cao, để bên em mai các bạn đến chốt hàng thì có thể tư vấn được chị xem là chị mặc size gì luôn nha. Dạ vâng, ở đây nha, em sẽ đứng xem cho các chị xem dáng quần nha. Cực kỳ đẹp luôn. Quần chỉ có giá 140.000, chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em
nói luôn từ đầu với các chị là chất uni hàn mình cực kỳ luôn, và các chị khi giật máy giật sẽ rất là không bị lo bị xù luôn nha. Và chất co giãn thoải mái này, chất co giãn thoải mái luôn nha, chỉ có giá 140.000, quá là rẻ và quá là đẹp luôn nha. Cả set có giá 199.000. Check inbox em với shop ok nhị Yến nha, bạn tự inbox bên mình sẽ có người check inbox cho bạn nha. Nào có chị nào lấy cái set mà em đang mặc nữa không thì vui lòng comment giúp em là set 199 kèm với màu áo và size quần, bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công nha. Dạ vâng, ok. Cực kỳ xinh luôn các chị ơi, cái phong quần em đảm bảo với các chị lên là mặc mình có thể mặc đi học, đi chơi hoặc đi làm đều ok. Cái phong này mình em có thể đây, bây giờ em đang mặc với áo công sở như thế này đúng không ạ? Nếu mà hiện tại ở shop thì áo vai lỗ rồi đúng không? Có áo vai lỗ là xinh xinh không nhỉ? Để mặc với quần này á. Áo vai lỗ là bó bó ấy. Cái form này mà mình mặc lên với áo ba lỗ, áo hai dây cũng rất là đẹp đấy ạ. Tại vì cái form quần này ngày hôm qua nhà em đã livestream rồi và các chị đã đặt hàng rất là nhiều luôn nha. Ngày hôm qua em đã livestream và các chị đặt cái form quần này rất là nhiều luôn. Em mặc với áo hai dây cũng cực kỳ đẹp luôn nha các chị ơi. Cả set có giá 199.000, quá là rẻ luôn. Nếu bạn lấy thì vui lòng comment giúp mình là set 199 kèm với màu áo và size quần nha. Như mình đã giới thiệu là áo có rất nhiều màu, đó là màu trắng, màu đen, màu xanh, đỏ đô, đỏ đun này và đỏ tươi nha chị ơi. Xanh, trắng, đen, đỏ đun và đỏ tươi nha. Và áo em đang mặc là màu da và có cả màu hồng nha chị ơi. Và có cả màu hồng luôn 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 nha. Nếu chị nào lấy cả set em đang mặc thì vui lòng comment giúp em là màu áo cộng với size quần và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha. Còn nếu khi mua lẻ thì chính vui lòng comment giúp em là quần khuy tròn này kèm với size và số điện thoại nha chị ơi. Quần khuy tròn kèm với size và số điện thoại nha. Áo mua lẻ có giá 90.000, nếu chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là áo 90, áo kè áo 90 này. Áo có cổ. Chị vui lòng comment giúp em là áo cổ Đức nha. Áo cổ Đức kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Áo cổ Đức kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha. Mua đôi chỉ có giá 150.000 và mua lẻ có giá 90.000. Và chị nào lấy cả set của em đang mặc thì vui lòng comment giúp em là set 199 kèm với màu áo và size quần luôn nha các chị yêu ơi. Set 199 kèm với màu áo và size quần luôn, chỉ có giá là 199.000 thôi nha, cực kỳ xinh luôn. Và quần em mặc là quần chất uni hàn nha các chị ơi. Quần em mặc là chất uni hàn luôn nha, có đủ 3 size ML cho các chị mặc. Có đủ 3 size ML luôn nha. Chị ơi, cái quần này thắt lưng là thắt lưng liền luôn nha. Này, cái này nó là liền luôn nha, cực kỳ xinh luôn, không cần cái thắt lưng luôn nha. Thắt lưng là thắt lưng, lưng liền luôn nha chị ơi này. Cực kỳ đẹp luôn nha. Cực kỳ xinh đúng không ạ? Xem 199 màu da quần size L. Huyền Phạm ơi, bạn lấy thì vui lòng comment giúp mình là set 199 kèm với màu áo và size quần và số điện thoại nha. Nếu không có số điện thoại thì bên mình sẽ không chốt đơn hàng thành công được cho bạn nha. Nếu không có số điện thoại bên mình sẽ không chốt đơn hàng được cho bạn đâu nha. Đơn hàng bên mình là cập nhật trên hệ thống nha bạn ơi. Ship Đồng Tháp bao nhiêu? Chị ơi, ship tỉnh nhà em đồng giá 30.000 luôn nha chị ơi. Ship tỉnh đồng giá 30.000 luôn nha. Nếu các chị lấy sản phẩm nào vui lòng comment mã sản phẩm kèm với size quần, màu áo và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Ship tỉnh bên em đồng giá 30.000 luôn nha. Set này cực kỳ xinh luôn, mình có thể mặc đi chơi đi học đều ok, đi chơi đi học đi làm đều ok luôn nha các chị ơi. Quần này không những mình có thể mặc được áo công sở mà mình có thể mặc được áo hai dây và áo ba lô cũng cực kỳ đẹp luôn. Quần quy tròn ok Yến nha. Bên mình mai nếu mà bên mình gọi điện chốt đơn hàng cho bạn thì bạn có thể thông báo qua size quần của bạn cho bên shop bên mình nha bạn ơi. Nào có chị nào lấy cái mẫu túi mà em đang đeo nữa không thì vui lòng comment là T2 nha. Vui lòng comment giúp em là T2 kèm với số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Chỉ có giá 130.000 thôi nha. Chị nào đấy thì vui lòng comment là T2 kèm với màu T2 kèm với số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Chỉ có giá là 100 cả. Cái đấy là 150.000 rồi. Nào chị nào lấy cái mẫu mà em đang mặc nó không nào chị ơi. Nào chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là quần này, quần kèm với size và số điện thoại. Lấy thì vui lòng comment giúp em là quần quy tròn kèm với size và số điện thoại nha. Áo em đang mặc có rất là nhiều màu nha các chị ơi. Đó là màu da này, màu hồng, màu trắng, màu đen, màu đỏ đun và đỏ tươi nha chị ơi. Trắng, hồng, da, đỏ đun và đỏ tươi nha. Nào chị nào lấy cả set em đang mặc nó không, cực kỳ xinh luôn. Cả set có giá 199.000 và các chị có thể tùy chọn màu áo nha. Nếu mình lấy cả set thì vui lòng comment là set 199 kèm màu áo, size quần và số điện thoại, bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công luôn. Cả set có giá 199.000, quá rẻ quá đẹp luôn. Quần 1m48 vừa luôn nha. Em có cao 1m50 và nặng 40 cân thôi đây ạ. Em có cao 1m50 và nặng 40 cân thôi đây.
cho em xem cả áo nguyên form ạ. À, ok đây nha. Đây nha các bạn ơi, mình mặc suit như này cũng cực kỳ xinh luôn nha. Mình mặc suit như thế này cũng cực kỳ xinh luôn, mà mặc sơ vin cũng rất là đẹp luôn nha. Chỉ có giá là 100, à chỉ có giá 90.000 khi mua lẻ, và khi mua đôi là khi mua combo đôi, đây chị có đúng luôn ở đây sao không này? Đẹp mà, chị mặc cái này quá xinh luôn. Chị nào đấy cả sếp của em đang mặc nó không thì vui lòng comment giúp em là sếp 199 kèm với size quần và màu áo nha. Sếp 199 kèm với size quần và màu áo nha chị yêu ơi, cực kỳ đẹp luôn. Hello chị chào Yến Nhi nha. Ui ai bắn tim cho mình cái kia? Ai bắn tim cho mình thế này nhở? Chị ơi mặc quần chun sau đi ạ. Ok mình sẽ mặc quần chun nha. Áo có giá 90.000 nha các bạn ơi. Áo có giá 90.000, bạn nào lấy thì vui lòng comment giúp mình là áo cổ Đức kèm với màu áo và số điện thoại, bên mình sẽ lên đơn hàng thành công nha. Áo cổ Đức kèm với màu áo và số điện thoại, bên mình sẽ lên đơn hàng thành công. Áo bạn ơi, Hiếu ơi, bạn lấy áo màu gì đấy ạ? Áo có size không? Áo free size luôn nha. Co giãn thoải mái luôn, có form cân nặng từ 38 cân đến 60 cân đổ lại nha. Form cân nặng từ 38 cân đến 60 cân đổ lại, bạn nào lấy thì vui lòng comment giúp mình là set như em đang mặc. Chị ơi, chị Hoa kêu sao ơi, chị lấy cái set em đang mặc thì vui lòng comment giúp em, thật đúng cú pháp đặt hàng là set 199 kèm với size quần và màu áo nha. Set 199 kèm với size quần và màu áo luôn nha. Áo free size từ 38 cân đến 60 cân đổ lại, chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là áo cổ Đức kèm với màu áo và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha. 60 cân vừa nha. Mua mấy màu luôn Rio Hiếu ơi, nếu mà chị lấy á. Dạ vâng ok, thế thì bên mai bên em có chốt hàng cho chị thì chị vui lòng báo màu áo cho các bạn đấy nha. Co giãn luôn nha. Chất uni Hàn quay máy giật thoải mái luôn. Chất uni Hàn quay máy giật thoải mái luôn nha các chị yêu ơi. Chỉ có giá 140.000. Chị nào lấy thì vui lòng comment giúp em là quần quy tròn kèm với size quần và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Chỉ có giá 140.000 thôi nha. Cực kỳ đẹp luôn. Áo có rất nhiều màu luôn nha. Đây nha, mình sẽ sơn màu cho bạn xem này. Màu hồng nha, màu đen này, màu trắng này, màu đỏ đun này, màu đỏ tươi, màu đỏ đun này nha. Đây là màu đỏ tươi, xin lỗi các bạn nha. Chị đứng dậy em xem ok nha bạn ơi. Mình vừa sơn màu rồi đấy ạ. Em được chốt đơn chưa? Bình An đây, bạn được chốt đơn rồi nha. Ok Linh Linh nha. Màu da nha các bạn ơi, bạn nào lấy thì vui lòng comment giúp mình là cả set là áo màu da kèm với quần size nha. Các bạn nào lấy cả set mình đang mặc vui lòng comment giúp mình là set 120 nha. Set 120 kèm với màu áo và size quần luôn nha, chỉ có giá 199.000 nha. Chỉ có giá 190.000, bạn nào vui lòng thích thì vui lòng comment là set 199 kèm với màu áo và size quần luôn nha. Kèm với màu áo và size quần chỉ có giá 199.000 khi mua cả set. Áo mua lẻ 90.000, quần mua lẻ 140.000 nha. Bạn nào lấy lẻ quần thì vui lòng comment giúp mình là quần quy tròn này, quần quy tròn kèm với size và số điện thoại, bên mình sẽ lên đơn hàng thành công. Áo có rất nhiều màu, mình đã vừa sơ rồi đó. Thôi đừng bắn tim nữa. Đừng bắn tim nữa, số hổ. À, dạ vâng ok. Chị ghi luôn địa chỉ được không? Mai em đi làm á. À dạ vâng Bình An ơi, thế thì bạn chốt đơn hàng lại cho mình nha. Bạn chốt đơn hàng lại cho mình là T2 này, kèm với số điện thoại và địa chỉ luôn nha. T2 kèm với số điện thoại và địa chỉ nhá. Để bên mình sẽ lên đơn hàng nhanh chóng cho bạn hơn nha. 199 màu da. Dạ vâng ok chị. Khoảng lặng nha. Chị lấy quần size gì đấy chị Khoảng Lặng ơi? Chị vui lòng comment lại cho em là 199 áo màu da cộng với size quần và số điện thoại nha chị Khoảng Lặng ơi. Có nhìn thấy em không ạ? Không nhìn thấy chị à, em có nhìn thấy chị Hà Mai nha chị ơi. Em có nhìn thấy chị nha, do là em đứng xa nhá. Do là em đứng xa nên em không thể nhìn thấy hết comment của các chị được. Nên là có chị nào mà em không có tư vấn được ấy thì các chị hãy chụp ảnh màn hình inbox bên giúp em để được tư vấn rõ hơn nha. Tại vì em có thể đứng xa để cho các chị nhìn thấy hết form quần và dáng áo, nên là nhiều khi em sẽ không đứng gần để cho trả lời được hết comment của các chị được nha. Em không lấy quần. À thế à, nếu bạn không lấy quần thì vui lòng comment lại giúp mình là áo da nha. Áo cổ Đức màu da nha. Áo cổ Đức cộng với màu da và số điện thoại, bên mình mới lên đơn hàng thành công. Nếu bạn comment xếp 199 như vậy là bên mình sẽ bị chốt đơn nhầm đấy ạ. Nếu bạn lấy áo thì vui lòng comment là áo cổ Đức cộng với màu da và số điện thoại nha. Áo cổ Đức cộng với
màu da và số điện thoại bên mình sẽ lên đơn hàng thành công. Các bạn lưu ý rằng nếu lấy áo mỗi lấy mỗi áo không ấy, thì hãy vui lòng comment giúp mình là áo cổ nước kèm với màu và số điện thoại, và quần mình mặc là quần quy tròn kèm với size và số điện thoại, bên mình sẽ lên đơn hàng thành công nha. Ok, thì khoảng là comment lại giúp mình nha, áo cổ đức cộng với màu da và số điện thoại bên mình sẽ lên đơn hàng thành công. À, dạ vâng, ok Yến nha. Size 199 áo màu da quần size là ok Phương Hà nha. Chị ơi, bên mình còn quần cáp chun không biết nhở? Quần chun em ơi, 99 kèm với màu áo và size quần nha. Set 199 kèm với màu áo và size quần, bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công. Sau đây em sẽ lên cái mẫu quần đó, cặp chun cho các chị xem nha. Quần bao nhiêu? Quần bán lẻ có giá là 140.000. Chị nào đấy thì vui lòng comment giúp em là quần quy tròn kèm với size và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha. Quần quy tròn kèm với size và số điện thoại chỉ có giá 140.000 thôi ạ. Bây giờ em sẽ lên một cái mẫu mới nha các chị yêu ơi. Trong thời gian em đi đổi mẫu thì các chị tiện tay có thể ấn chia sẻ livestream giúp em nha. Chia sẻ livestream để được mua hàng giá rẻ bên em nha các chị ơi. Em chào chị Hứa Nhung nha. Các chị ơi, các chị chờ mẫu nhà em đi thay một mẫu mới nhá. Ok nhăn lên nha, em nhìn đơn hàng của chị rồi ạ. Chị ơi, set canh đang mặc nhà em có giá là 170k, có hai màu là màu trắng và màu đen chị nhá. Các chị nào thích set màu trắng ở trên canh mặc thì comment là set 170 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ thì bên em sẽ chốt luôn cho các chị nhá. Chân váy Tuệ Hương, chân váy đen canh mặc ở nhà chị ơi, nhà em bán theo set chị nhá. Set ở đấy là 170k chị nhá. Em chào chị Nguyễn Thị Nga. Dạ. Ok chị Sương Phan nha, em nhìn đơn hàng của chị rồi ạ. Chị Tuệ Hương ơi, nếu như mà đơn hàng của chị đã có số điện thoại kèm theo thì bên em đã tự động chốt đơn cho chị rồi nhá. Váy đen nơ, chị Nhung Tây ơi, váy đen nơ là có giá là 150k chị nhá. Có 4 màu, đó là màu đen, màu vàng, màu hồng và màu đỏ chị nhá. Yến Supi, chị Nhung bao nhiêu tuổi? Chị Yến ơi, là chị Nhung nhà em năm nay là hơn 30 tuổi rồi chị nhá. Xin 89 nhá. Xin 88 chị nhá. Nào các chị yêu ơi, có chị nào thích cái mẫu này không ạ? Không bảo sớm. Đây rồi này. Đỏ chảy lên. Không thích đỏ. Chị Nhung Tây ơi, chị đặt hàng cho em xin số điện thoại với nhá. Phải có số điện thoại để em mới chốt đơn cho các chị được ạ. Chị Phương Trẻ ơi, nếu như mà chị đơn hàng của chị đã kèm theo số điện thoại thì bên em đã tự động chốt đơn cho chị rồi nhá. Ok chị Tuệ Hương nha, em nhìn đơn hàng của chị rồi ạ. Ok chị Nhung Tây nhá, váy nơ vàng ạ. Tuệ Hương ơi, bạn lấy thì bạn vui lòng comment giúp mình là set 170 nha. Lấy thì vui lòng comment giúp mình là set 170 đen nha. Set 170 đen kèm với số điện thoại, bên mình mới lên đơn hàng thành công nha. Set 170 đen kèm với số điện thoại nha, bên mình mới lên đơn hàng thành công nha bạn ơi. Váy nơ vàng ok Nhung Tây nha. Đây nha, mình đang thử cái mẫu vải quần vải cặp cao đây, mình sẽ thử lại cái mẫu áo đi cho các bạn xem nha. Váy
chị Đan Nguyễn ơi, set đang mặc nhà em có đủ size nhá, có size L thì nhá. Ok, chị Tuệ Hương nhà em nhìn đơn hàng của chị rồi ạ. Quần có size XL không ạ? Chị ơi, quần cà chua có size XL không nhỉ? Chị Xuân ơi. Quần cà chua có size XL không? Em nói rồi. Chị ơi, chị củ chỉ có SML chị nhá, không có size XL gì ạ. À, chị Nguyễn Ngân ơi, mẫu nhà em cao 1m50, nặng 40kg chị nhá. Em chào chị Bùi Lương ạ. Các chị ơi, các chị chờ mẫu nhà em đi thay mẫu mới nhá. Em chào chị Trang đôi L nhá. Đây nha các chị ơi, đây chính là cái mẫu quần cà chun mà các chị hỏi lúc nãy nha. Mẫu quần cà chun này có giá 120.000, có đủ 3 size SML nha. Khi nào lấy thì vui lòng comment giúp em là quần cà chun này. Lấy thì vui lòng comment giúp em là quần cà chun kèm với size và số điện thoại, bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công nha. Quần cà chun kèm với size và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Chỉ có giá là 120.000 thôi, cực kỳ rẻ, cực kỳ đẹp luôn. Đây là quần cặp cao nha chị ơi. Quần cặp cao cái form mà lên giá cực kỳ đẹp luôn, chỉ có giá 120.000. Chị nào đấy thì vui lòng comment giúp em là quần cặp chun kèm với size và số điện thoại, bên em sẽ đơn hàng thành công. Áo này bên em bán lẻ giá 90.000, có rất là nhiều màu nha. Chị nào đấy thì vui lòng comment giúp em là áo cổ Đức nha. Áo cổ Đức kèm với số điện thoại, bên em sẽ lên áo cổ Đức kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha. Áo cổ Đức chỉ có giá 90.000 khi bán lẻ và mua đôi có giá 150.000 nha. Chị nào đấy thì vui lòng comment giúp em là áo cổ Đức kèm với màu và số điện thoại. Quần cà chun kèm với size và số điện thoại, bên em sẽ lập tức lên đơn hàng thành công luôn nha. Bên em sẽ lập tức lên đơn hàng lên thành công luôn. Quần cà chun chỉ có giá 120.000 và áo có giá 90.000 thôi nha các chị ơi. Đây là mẫu túi T2 mới về nhà em ngày hôm nay, chỉ có giá là 130.000. Chị nào đấy thì vui lòng comment giúp em là T2 kèm với số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. T2 kèm với số điện thoại chỉ có giá là 130.000 luôn các chị ơi. Chỉ có giá 130.000, chất da cực kỳ mềm luôn nha. Có giá 130.000. Quần có giá là 120.000, có đủ 3 size SML. Áo có giá 90.000, có rất là nhiều màu luôn nha. Chị nào lấy áo thì vui lòng comment giúp em là áo cổ Đức kèm với màu và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Quần cặp chun kèm với size và số điện thoại nha. Quần cặp chun kèm với size và số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công nha chị yêu ơi. Ok, chị Đan Nguyễn về chốt đơn hàng của chị Đan Nguyễn rồi nha. Ok, chị Linh Chi em đến chốt đơn hàng của chị rồi nha. Áo 7 màu bao nhiêu? Áo 7 màu có giá 120.000. Nếu bạn lấy thì vui lòng comment giúp mình là áo 7 màu kèm với số điện thoại, bên mình sẽ lên đơn hàng thành công nha. Áo 7 màu kèm với số điện thoại, bên mình sẽ lên đơn hàng thành công nha. Chị cho em xem áo crop top với áo crop top ấy à? Áo crop top thì hiện tại bên mình đang còn mỗi mẫu này thôi nha bạn ơi. Áo crop top chỉ còn mỗi mẫu áo là 382 thôi nha. 382, bóc cho chị xem crop top còn những cái mẫu màu gì mà. Đây nha, mẫu crop top 382 đây nha. 382 còn màu trắng này, còn màu trắng thôi nha. 382 chỉ còn duy nhất màu trắng thôi nha. Và đây là mẫu 38 cũng có giá, cũng chỉ còn duy nhất màu trắng thôi nha. À đâu, 382 còn hai màu, đó là màu trắng và màu đỏ, có giá 70.000 nha bạn ơi. 382 còn hai cái, đó là màu trắng và màu đỏ nha. Còn hai màu đó là màu trắng và màu đỏ, bạn nào lấy thì vui lòng comment giúp mình là 382 kèm với màu và số điện thoại nha. Còn cái mẫu 38 này chỉ còn có một màu duy nhất, đó là màu trắng thôi, cũng có giá 70.000. Bạn nào lấy thì vui lòng comment giúp mình là 38 kèm với số điện thoại, bên mình 38 kèm với màu và số điện thoại, bên mình sẽ lên đơn hàng thành công này. 382 kèm với màu và số điện thoại, bên mình sẽ lên đơn hàng thành công nha các bạn ơi. Quần có giá 120.000 thôi nha chị Linh ơi. À chị ơi, chị Lan Ngọc ơi, nếu mà đơn hàng mà chị đặt buổi tối ngày hôm qua thì hôm nay bên em chưa chốt đơn ở đâu nha. Tại vì bên em hôm nay đang là rất là nhiều đơn ạ. Bên em nhiều đơn ngày hôm nay. Bên em hôm nay rất là nhiều đơn nên là ngày mai mới có thể gọi đến chốt đơn được nha chị ơi. Thủy Anh Vũ có xếp 190 không shop? Xếp 190 là xếp nào đấy? 382 là đây. Ba đấy là 38. Xếp 190 là xếp nào? Xếp 190 là xếp nào? Chị ơi, chị có thể chụp hình inbox gửi lại bên shop bên em không ạ? Tại vì bên em có rất là nhiều mẫu, bên em không thể nhớ được hết tất cả các mẫu đâu nha chị ơi. Mình sinh em bé nên người bự 60kg đủ.
hội sốt xinh quá mà không có mẫu nào mua. Dạ vâng chị Ánh Tuyết, cảm ơn chị rất nhiều nha. Ừ 70.000. Cảm ơn chị Ánh Tuyết rất là nhiều nha. Đứng lên em xem dáng quần ok nha. Em inbox rồi ạ. Ok khoảng lặng nha. Đây nha, cái dáng quần phong quần này cực kỳ xinh luôn các bạn yêu ơi. Có form có đủ 3 size ML luôn nha. Chỉ có giá là 120.000 thôi. Bạn nào lấy thì vui lòng comment giúp mình là quần cắm chun kèm với size quần và số điện thoại nha. Quần cắm chun kèm với size quần và số điện thoại, bên mình lập tức lên đơn hàng thành công. Áo mình đang mặc là áo cổ Đức nha. Áo cổ Đức có 3 màu, có rất là nhiều màu luôn nha. Bạn nào lấy thì vui lòng comment giúp mình là áo cổ Đức kèm với màu và số điện thoại, bên mình sẽ lên đơn hàng thành công. Áo cổ Đức kèm với màu và số điện thoại, bên mình sẽ lên đơn hàng thành công. Nếu bạn nào mua cả set thì vui lòng comment giúp mình là set quần cặp chun nha. Set cần quần cặp chun cộng với size quần và màu áo nha. Set quần cặp chun cộng với size quần và màu áo nha bạn ơi. Set quần cặp chun được em ạ. Thôi em bỏ set quần cặp chun đi. Chả có chị nào nói gì với em nữa rồi. 279 279 chị đang xem mà. 279 chị đang xem mà chả có chị nào nói gì với em nữa là sao vậy. Có chị nào đặt hàng thì nhanh tay lên đơn hàng cho em đi ạ. Lại 2 tiếng rưỡi em cũng mệt lắm rồi. 2 tiếng à? 2 tiếng không 3 phút. Có chị nào để cái set mà em đang mặc nó không thì vui lòng comment giúp em là quần cặp chun cộng với size quần và số điện thoại nha. Quần cặp chun cộng với size quần và số điện thoại, áo cổ Đức cộng với màu áo nha các chị yêu ơi. 281 chị đang xem và có chị nào shop này bán đồ đẹp lắm mọi người ơi. Dạ vâng em cảm ơn chị Nguyễn Nhường nha, cảm ơn chị. Bên em sẽ cố gắng là sẽ mang đến những cái sản phẩm là chất lượng tốt nhất và mẫu mã đẹp nhất cũng như là giá cả rất là hợp lý cho các chị nha. Cảm ơn chị Nguyễn Nhiều đã ủng hộ giúp em nha. Cho xem màu áo đi chị. À dạ vâng màu áo ạ. À. Ok mình sẽ cho bạn xem màu áo nha. Đây nha, màu đỏ này, màu đỏ tươi này, màu đen này, màu đỏ đun này. Màu đỏ đun này. Đâu rồi? Tôi không cần móc nữa. Màu hồng nha các chị ơi. Màu xanh rêu em đang mặc này. Và màu trắng này. Màu gì nữa nhỉ? Hôm nay chị mặc màu gì nữa da. Màu da nữa các bạn ơi. Có tất cả là màu đỏ đun này, màu đỏ tươi, màu trắng, màu da, màu đen, màu xanh rêu, màu hồng nha các bạn ơi. Bạn nào đặt màu nào thì vui lòng comment giúp mình là áo cổ Đức cộng với màu và số điện thoại, bên mình sẽ lên đơn hàng thành công nha. Mua trực tiếp và tại shop có giá như chị đang like không shop. Bạn cứ qua shop mình mua sản phẩm nha. Nếu mà mua nhiều thì bên mình sẽ bớt với giá cả hợp lý nha. Cho em xem mẫu khác đi ạ. Chị mẫu khác là mẫu gì bây giờ? Nhà mình bao nhiêu ạ chị? Mẫu mình áo mình đang mặc có giá 90.000 khi mua lẻ và mua đôi có giá 150.000 nha. Áo mua lẻ có giá là 90.000 và mua đôi có giá 150.000 nha. Chị Kha Linh Linh ơi, hôm nay nhà em cũng đã lên rất là nhiều mẫu rồi. Bây giờ đây chính là cái mẫu like cuối cùng của nhà em rồi. Nếu chị nào đặt hàng thì vui lòng cảm ơn giúp em là áo cổ Đức kèm với màu và số điện thoại và quần cặp chun kèm với size và số điện thoại nha. Quần cặp chun có giá là 120.000 và áo có giá là 90.000 khi mua lẻ, mua đôi là có giá 150.000 nha các chị ơi. Nào Hồ Thanh Đỉnh có thích áo mình đang mặc thì vui lòng cảm ơn giúp mình là áo cổ Đức kèm với màu và số điện thoại nha bạn ơi. Đây live stream như kiểu đang view ảo ấy. Ngồi thẫn thờ ra chả có ai nói gì với mình. Cho điện thoại tình xuống nhìn thấy cái hết cả dáng của chị. Bao nhiêu hả chị, cho em xem lại màu hồng. Ok nha, màu hồng đây cực kỳ xinh luôn. Nếu mà lấy thì cũng làm các mình giúp mình là áo cổ Đức kèm với màu hồng và số điện thoại nha. Áo cổ Đức kèm với màu hồng và số điện thoại nha. Màu hồng cực mặc cực kỳ tôn da luôn, cực kỳ xinh. Này chỉ có giá 90.000 thôi nha. Có sóc bò không ạ? Có sóc bò, cái mẫu sóc bò nhà mình đã like rất là nhiều lần rồi nha Bảo Ngọc ơi. Nếu bạn thích thì bạn có thể xem lại cái live stream và những cái mẫu và các hình nhà mình đăng bài đã có rất là nhiều. Nhà mình đã đăng bài rất là nhiều lần rồi nha. Quần chun đâu chị? Đây nha, quần chun đây, quần chun mình đang mặc đây Phương ơi. Đây nha, quần chun mình đang mặc đây có giá 120.000 thôi, chỉ có giá 120.000. Nếu bạn nào lấy thì vui lòng comment giúp mình là quần cặp chun kèm với size và số điện thoại nha. Quần cặp chun kèm với size và số điện thoại chỉ có giá 120.000 thôi, cực kỳ đẹp đúng không nào? Chỉ có giá 120.000, bạn nào lấy thì comment nhanh tay giúp mình nha. Quần cặp chun kèm với size và số điện thoại nha bạn ơi. À
sọt ra shop sủng bani nha. Lên Google sọt ra shop sủng bani thì sẽ có Google Maps, chị Google Maps chỉ đường cho bạn nha. Có vẻ là các chị đang hứng hờ với em rồi. Bơ rồi đấy. Sao lại bơ người ta như thế? Sao lại lơn bơ người ta như thế nhỉ? Ôi dồi, thế á, hỏi mãi không thể chị trả lời à? Đâu đâu, Linh Linh hỏi cái gì mình đây? À, mình đứng ở xa live stream ấy, nên là mình không thể trả lời hết comment của các bạn được. Đây là các bạn thông cảm nha. Tại vì mình cũng phải đứng xa để cho các bạn xem hết được dáng quần, dáng áo, nên là không thể cho các bạn đứng xem được, không để trả lời hết được comment của các bạn. Linh Chi hỏi cái gì đấy? Set nào Linh Chi ơi? Mi Trang ơi, cả set kia có giá 170.000. Nếu chị lấy cái set mà nhà em đang mặc trên kênh thì chị vui lòng comment cho em là set đó. Set 170 đen nha. Set 170 đen kèm với số điện thoại, bên em sẽ lên đơn hàng thành công. Linh ơi, Linh hỏi gì chị đấy? Bây giờ Linh hỏi đi, chị trả lời cho Linh này. Có sơ mi không bạn ơi? Bên em không có áo sơ mi nha chị Xuân tóc đỏ ơi. Bên em chưa, áo sơ mi đang tạm thời là sơ mi kẻ đang tạm thời hết hàng nha chị ơi. Nào Linh Linh hỏi cái gì? Bây giờ chị đang ngồi đi, chị có thể trả lời comment cho Linh Linh được rồi này. Áo còn màu gì không? Có rất là nhiều màu luôn nha chị ơi. Màu đen, màu da, màu hồng, màu đỏ nô, màu đỏ tươi, màu trắng nha. Đen, hồng, da, đỏ tươi, đỏ trắng nha. À đỏ nhầm, đỏ tươi, đỏ đô nha chị ơi. Chị em xem là cái áo cổ Đức Ngọc chân váy 2 tầng 120 đi ạ. À cái mẫu đấy nhà mình đã livestream rồi và hàng đấy bên bây giờ nhà mình đang ở trong kho nhá, đang ở trong kho nên là không thể cho bạn xem được đâu, để mình xem ở đây có không. Quần áo váy ở đây rồi. Sao váy trong kho rồi? Các chị ơi, hôm nay thì nhà em cũng đã livestream và lên rất là nhiều mẫu và cũng khá là mệt rồi, nên là hẹn các chị vào cái bữa livestream ngày sau nhá. Mai nhà mình sẽ like cái mẫu lại cái mẫu chân váy ngọc và chân váy 120 và váy áo ngọc cổ áo ngọc kia cho các bạn xem nhá. Còn bây giờ thì bên em sẽ xin tạm dừng livestream và hẹn gặp lại các chị vào buổi livestream lần sau. Cảm ơn các chị đã theo dõi livestream và hẹn gặp các chị vào ngày mai nha. Bye bye và hẹn gặp. Cảm ơn các chị đã ủng hộ sau em nha.